chương 3061 sát kiếm thức, ở trên người thương thế hoàn toàn khép lại. Thể nội chân nguyên khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Sở kiếm thu liếc mắt nhìn cỗ kia cao tới 10 vạn trượng ám ma tộc thi thể trên người lăng lệ vết. Kiếm, một chiêu này kiếm chiêu nếu là từ trên ám ma tộc trên thi thể vết kiếm này lĩnh ngộ. Tăng thêm một chiêu này kiếm chiêu sát ý quá mức lăng lệ. Ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay cắt chém chi ý, đã như vậy vậy liền đem một chiêu này mới lĩnh ngộ kiếm thức mệnh danh là sát kiếm thức tốt sở kiếm thu rất không tệ a à, người một kiếm này có chút ý tứ tiểu đồng áo xanh hai tay ôm ngực liếc sở kiếm thu một cái ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc tán dương đối với sở kiếm thu trước đó tự nghĩ ra kiếm chiêu hắn vẫn luôn không để vào mắt bởi vì sở kiếm thu trước đó sáng tạo kiếm chiêu quá mức non nớt trong mắt hắn đó nhất định chính là rác rưởi đồng dạng Khó coi, nhưng mà hôm nay Sở Kiếm Thu lĩnh ngộ đi ra ngoài một chiêu này, cũng đã bắt đầu có chút ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Cùng người chủ nhân đời trước so sánh, như thế nào? Sở Kiếm Thu nhìn hắn một cái, hỏi. Tiểu đồng áo xanh nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi cứng đờ, hắn liếc mắt. Rất là coi thường nói, Sở Kiếm Thu, người nghĩ gì thế, liền ngươi cái này phá kiếm chiêu? cũng nghĩ cùng ta chủ nhân đời trước so sánh người đây là chưa tỉnh ngủ vẫn là thế nào chớ nói ngươi một chiêu như vậy phá kiếm thức cho dù là chém chết đầu này ám ma tộc người võ giả kia cùng ta chủ nhân đời trước so sánh cũng là không đáng giá nhắc tới cắt phá kiếm lại tại nổ nói mạnh miệng ai còn sẽ không bản cô nương còn có thể nói đầu này ám ma tộc cuối cùng vẫn là bị bản cô nương một ngụm bản mệnh loan hòa đốt chết đây này không đợi sở kiếm thu lên tiếng bên cạnh đã truyền đến tiểu thanh điều cái kia âm thanh khinh thường ngươi cái này tiểu xà điều biết cái gì cùng các ngươi những thứ này chưa từng va chạm xã hội dế nhũi nói chuyện quả thực là lãng phí bản đại gia khí lực tiểu đồng áo xanh nghe vậy lườm nó một mắt lão khí hoành thu nói sở kiếm thu có chút không nói nhìn tiểu đồng áo xanh một mắt nhìn xem tiểu đồng áo xanh bộ dạng này bộ dáng cao cao tại thượng sở kiếm thu lập tức không khỏi có chút ngứa tay bởi vì hàng này cái bộ dáng này thật là là quá mức muốn ăn đòn nhưng tiểu đồng áo xanh rất hiển nhiên đã rất có kinh nghiệm vừa thấy được sở kiếm thu ánh mắt không thích hợp lập tức thân hình lóe lên hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phương xa trốn đi thật xa lấy trước mắt hắn chỗ khôi phục thực lực cho dù là đối mặt thôn thiên hổ loại này cấp bậc cao thủ đều không sợ chút nào nhưng mà nơi này chính là hỗn độn đến tôn tháp nội bộ, sở kiếm thu ở đây. Trên cơ bản là tồn tại vô địch, sở kiếm thu muốn đánh hắn. Hắn liền phản kháng đều không phản kháng được, cho nên, tại thấy thời cơ bất ổn phía dưới. Tiểu đồng áo xanh lập tức liền chạy. Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, cũng lười đi để ý đến hắn, thanh. Nhi, người lần này huyết mạch tấn dai chút bỏ tới lông vũ đâu, lấy ra cho ta, sở kiếm thu nhìn về phía tiểu thanh điểu nói. Tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai lĩnh ngộ kiếm ý một năm này thời gian bên trong. Tiểu thanh điểu chẳng những đã thành công đột phá đến thông huyền cảnh. Hơn nữa còn lại trải qua một lần huyết mạch tấn dai. Tăng thêm trước mặt ba lần huyết mạch tấn dai. Tiểu thanh điểu đã tiến hành bốn lần huyết mạch tấn dai, lúc này tiểu thanh điểu. Lộ ra càng thêm đẹp, một thân thanh sắc lông vũ tản ra giống như giống như mộng ảo hào quang. Sở kiếm thu, người tên tặc này biến thái, làm gì luôn đánh người ta lông chim chủ ý. Tiểu thanh điểu nghe vậy, rất là xấu hổ chừng sở kiếm thu một mắt nổi nóng vô cùng nói. Sở kiếm thu nghe vậy, trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Hắn nhướng nhướng lông mi, thanh nhi, người nói hưu nói vượn thứ gì, nhanh chóng lấy ra, chẳng. Phải hỏi ngươi muốn một chút huyết mạch tấn dai chút bỏ tới lông vũ sao, cái này có gì ghê gớm ngược lại những thứ này lông vũ đã cởi xuống ngươi cái này tiểu xả điều cũng không cần đến để cũng là để còn không bằng cho mình lấy ra phế vật lợi dụng một chút thanh loan lông vũ đây chính là luyện khí khó được tài liệu tốt cũng chính là sở kiếm thu chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy tưởng tượng mà không có nói ra bằng không nếu để cho tiểu thanh điều biết trong lòng của hắn ý tưởng chờ nói đem lông vũ giao cho hắn chỉ sợ còn có thể cùng hắn liều mạng tiểu thanh điểu nghe vậy, có chút bất đắc dĩ đem lần này huyết mạch tấn dai chút bỏ tới lông. Vũ lấy ra, sở kiếm thu, bản cô nương có thể trước đó cùng ngươi nói. Ngươi tuyệt đối không thể đem bản cô nương lông vũ đưa cho người khác. Chỉ có thể chính ngươi sử dụng bằng không mà nói, bản cô nương liều mạng với ngươi tiểu. Thanh điểu nhiều lần cường điệu nói. Biết biết lời này của ngươi đều nói qua bao nhiêu lần, sở kiếm thu khoát tay áo có chút không cho là đúng nói không phải liền là một chút lông vũ sao cần phải dạng này sao cái này tiểu xả điều chính là hí kịch nhiều bất quá sở kiếm thu mỗi lần cầm tiểu thanh máu chim mạch tấn dai chút bỏ tới lông vũ đều biết tuân thủ hứa hẹn chỉ là tự sử dụng chưa từng có đưa cho người khác mặc dù hắn đối với tiểu thanh điều quan tâm như vậy nó những thứ này lông vũ trong lòng rất là xem thường nhưng hắn vẫn là rất tôn trọng tiểu thanh điều ý nguyện sở kiếm thu cầm tới tiểu thanh máu chim mạch tấn dai chút bỏ tới lông vũ sau luyện chế được một kiện mới phong lôi chi dực cái này phong lôi chi dực tại mới vừa rồi luyện chế được thời điểm phẩm dai thế mà thì đến được bát dai trung phẩm tiểu thanh điều không hổ là huyết mạch đã lên cấp bốn lần thanh loan cái này chút bỏ tới lông vũ quả nhiên bất phàm nếu là cầm tiến hoang cổ trong đại lục tiến hành một phen hấp thu hoang cổ khí tức đoán chừng cái này phong lôi chi dực có thể tăng lên tới bát giai thượng phẩm pháp bảo phẩm giai nghĩ tới đây sở kiếm thu cầm phong lôi chi dực đi đến truyền tống trận kia trên đài cao để cho hỗn độn đến tôn tháp đem chính mình đưa vào hoang cổ trong đại lục một trận quang mang thoáng qua sở kiếm thu thân hình trong nháy mắt tại trên đài cao tiêu Thất, sau một khắc sở kiếm thu thân hình cũng đã xuất hiện tại trong đại lục của hoang cổ. Sở kiếm thu tại xuất hiện thứ trong lúc nhất thời, liền tâm niệm khẽ động. Trên thân tản ra một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý. Phòng ngừa những cái kia đáng chết con mũi đánh lén, bất quá lần này. Sở kiếm thu lúc xuất hiện cũng không có chịu đến đánh lén. Hắn ngẩng đầu đánh giá chung quanh một phen, phát hiện những cái kia con mũi cũng không có tại bốn phía trở lấy sở kiếm thu thấy thế trong lòng không khỏi khẽ giật mình đối với không có lọt vào những cái kia đáng chết con mũi đánh lén sở kiếm thu quả thực rất là ngoài ý muốn nhưng lập tức tưởng tượng sở kiếm thu trong lòng cũng đã hiểu rõ dựa theo thiên vũ đại lục thời gian hắn đã có dòng dã hơn một tháng không có tiến vào mà hoang cổ đại lục thời gian cùng thiên vũ đại lục tốc độ thời gian trôi qua là không sai biệt lắm những cái kia con muỗi đoán chừng là ở đây trong sau một thời gian ngắn. Nhìn thấy hắn không tiếp tục xuất hiện, liền rời đi ở đây, nhìn thấy một màn này. Sở kiếm thu trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa, bế quan thời gian một năm. Lĩnh ngộ uy lực cực lớn sát kiếm thức nhưng mà thi triển sát kiếm thức. Đối với hắn trước mắt mà nói, đại giới vẫn có chút cực lớn không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, sở kiếm thu cũng không muốn thi triển sát kiếm thức. Trường 3062 Linh Tôn Ấm Tấn Giai Sở kiếm thu cầm trong tay phong lôi chi dực buông ra, lần này. Hắn không có hướng về cái kia phiến bãi cỏ đi đến, miễn cho lại gặp phải đám kia con muỗi. Từ đó lại bị vây ẩu, lấy hắn lĩnh ngộ sát kiếm thức uy lực, sở kiếm thu hoàn toàn có lòng tin. Có thể giết chết một chút con muỗi nhưng hắn vẫn không có nắm chắc. Có thể một kiếm đem mười mấy cái con mũi toàn bộ giết chết, còn nếu là hắn thi triển sát kiếm. Thức sau đó, không có đem những cái kia con mũi toàn bộ đánh chết mà nói, như vậy. Kế tiếp liền phiên toái. Tại những cái kia con mũi dưới sự đuổi giết, hắn đều không nhất định có cơ hội. Có thể trốn về đến cái này truyền tống điểm đến. Tại chính mình có thực lực hoàn toàn đem những cái kia con mũi toàn bộ đánh giết hơn nữa không có quá lớn di chứng phía trước sở kiếm thu đều tạm thời không muốn lại đi qua cái kia phiến bãi cỏ bên trong trước mắt tu vi của hắn đang đứng ở không trên không dưới trong trạng thái nói thấp cũng không thấp không giống trước kia hoàn toàn bị hoang cổ trong đại lục sinh linh không nhìn nói cao cũng không cao tại không thi triển sát kiếm thức loại này đòn sát thủ tình huống phía dưới hắn liền một con mũi đều giết không chết Sở Kiếm Thu lần này, ngay tại truyền tống điểm đến phụ cận vận chuyển Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Hấp thu đầy đủ hoang cổ khí tức sau đó, liền cầm lấy cái kia mới linh tôn hồ. Dự định ra ngoài, ân, cái này nhấc lên phía dưới, Sở Kiếm Thu phát giác dị thường. Một lần này linh tôn hồ, so với lần trước tới nói. Thế mà nặng nề gấp 10, Sở Kiếm Thu nhìn kỹ phía dưới, phát hiện cái này linh tôn hồ phẩm giai thế mà tăng lên một cái cấp độ từ bát giai trung phẩm tăng lên tới bát giai thượng phẩm sở kiếm thu nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức không khỏi vui mừng cái này linh tôn hồ phẩm giai tăng lên chẳng lẽ là bên trong tái hoang cổ khí tức cũng nhiều hơn a à, chẳng thể trách lần này linh tôn hồ nặng nề như vậy sở kiếm thu cùng hỗn độn đến tôn tháp cầu thông để cho hỗn độn đến tôn tháp đem chính mình truyền tống về đi một trận quang mang thoáng qua sở kiếm thu cầm cái kia tấn thăng làm bát giai thượng phẩm linh tôn hồ. Về tới hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa, sở kiếm thu trở lại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa chi sau. Thần niệm thấm vào linh tôn hồ bên trong đảo qua, khi nhìn rõ ràng linh tôn hồ bên trong vận. Chuyển hoang cổ khí tức số lượng sau đó, sở kiếm thu trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Một lần này linh tôn hồ thế mà góp nhặt dòng dã 100 vạn sợi hoang cổ khí tức so với tấn dài phía trước, vận chuyển hoang cổ khí tức cực hạn, tăng lên gấp 10. Bất quá, lần này hỗn độn đến tôn tháp đem cái này 100 vạn sợi hoang cổ khí tức truyền tống trở. Về, cũng tiêu hao năng lượng cực lớn, từ thứ 22 ngôi sao đấu chỗ ảm đạm trình độ đến xem. Đoán chừng tiêu hao năng lượng, không sai biệt lắm đạt đến 100 ức thất phẩm linh thạch tả hữu Sở kiếm thu, sự tình gì cao hứng như vậy, ngươi nhặt được tiền, ngay tại nơi xa tu luyện tiểu thanh điểu nhìn thấy một màn này lập tức một cánh bay tới một mặt tò mò hỏi ha 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 so nhặt được tiền càng đáng giá cao hứng sự tình sở kiếm thu nghe vậy nhất thời hưng phấn phải ha ha cười nói từ hôm nay trở đi chúng ta huyền kiếm tông không cần lại vì hoang cổ khí tức buồn giàu có ý tứ gì tiểu thanh điểu nghe nói như thế liền vội vàng hỏi chính ngươi xem sở kiếm thu cầm trong tay linh tôn hồ hướng tiểu thanh điểu đưa tới tiểu thanh điểu nghe vậy vội vàng đưa qua đầu hướng linh tôn hồ bên trong liếc mắt nhìn cảm nhận được linh tôn hồ bên trong tràn ngập nồng đậm vô cùng hoang cổ khí tức tiểu thanh điểu lập tức thần niệm thấm vào hướng về bên trong đảo qua khi phát hiện bên trong hoang cổ khí tức số lượng tiểu thanh điểu toàn bộ thân thể lập tức chợt cứng đờ qua thật lâu Tiểu thanh điểu rồi mới từ chấn động vô cùng bên trong, lấy lại tinh thần, ha. Ha ha, sở kiếm thu, chúng ta phát đạt. Tiểu thanh điểu hưng phấn đến một cánh đụng vào sở kiếm thu trong ngực, duỗi ra cánh. Ôm sở kiếm thu cổ, vô cùng kích động kêu lên, sở. Kiếm thu, từ hôm nay trở đi, bản cô nương phải dùng hoang cổ khí tức ngâm trong bồn tắm, cua. Người cái tiểu xả điểu. Sở kiếm thu nghe vậy, đưa tay một tay lấy nó bắt được, tức giận nói, thật sự cho rằng có nhiều hoang cổ như vậy khí tức. Người liền có thể tùy ý tiêu xài, bây giờ cái này hoang cổ khí tức tuy nhiều. Nhưng mà dùng đến hoang cổ khí tức chỗ cũng không ít. Nhiều lắm là về sau ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện muốn hoang cổ khí tức. Không thiếu ngươi chính là muốn dùng hoang cổ khí tức ngâm trong bồn tắm. Ngươi nằm mơ đâu ngươi? Trước đó bởi vì hoang cổ khí tức cung không đủ cầu. Ngoại trừ đem hoang cổ khí tức cung ứng cho huyền kiếm tông các đại cao thủ cùng các đại chiến. Bộ, rất nhiều nơi, sở kiếm thu cũng là có thể bớt thì bớt. Trừ phi mấu chốt đan dược hoặc linh phù bên ngoài, bình thường luyện đan chế phù. Đều sẽ rất ít ra nhập vào hoang cổ khí tức. Nhưng là bây giờ, ngược lại là có thể đem những thứ này hoang cổ khí tức lấy ra một bộ phận. Cho tần diệu yên đan phường, thuần vu lúc luyện khí phường cùng công giã linh phù trận phường tiến hành luyện đan luyện khí cùng chế phù bày trận nghiên cứu. Sở kiếm thu, người bây giờ có nhiều như vậy hoang cổ khí tức bản đại gia một phần kia. Người cũng không thể lại cắt xén đi tiểu. Đồng áo xanh không biết lúc nào, cũng lặng lẽ mò tới phụ cận. Lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Sở kiếm thu tâm tình lúc này không tệ. Hiếm thấy cho hắn một cái sắc mặt tốt tiểu đồng áo xanh nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi nếu là có phong phú hoang cổ khí tức cung ứng hắn khôi phục nguyên khí cũng có thể mau hơn một chút khi nhìn thấy lần này sở kiếm thu từ hoang cổ trong đại lục mang ra như thế đông đảo hoang cổ khí tức thời điểm tiểu đồng áo xanh trong lòng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng trong lòng của hắn vẫn luôn có một cái tâm nguyện kỳ vọng một ngày kia có thể lần nữa trở về trốn chiến trường kia hắn muốn nhìn một chút tên kia còn sống hay không mặc dù tên kia còn sống tỷ lệ cực thấp cực thấp trước kia trận đại chiến kia thực sự quá thảm thiết mặc dù tên kia thực lực mạnh đến mức không biên giới nhưng đối thủ của hắn cũng đồng dạng là vô cùng kinh khủng đại năng trước đây tên kia cuối cùng chém ra một kiếm đem hắn đưa khỏi trốn chiến trường kia thời điểm hắn cuối cùng nhìn thấy một mắt là tên kia bị đối thủ một quyền đánh vào trên thân cả người đều nổ bể ra tiếp nhận khủng bố như vậy nhất kích tên kia trên cơ bản là không có cái gì có thể có thể còn sống sót nhưng mà hắn không tự mình lại đi nhìn một chút trong lòng của hắn lúc nào cũng không cam lòng mặc dù hắn là tên kia sử dụng một thanh trường kiếm thế nhưng là nương theo tên kia vô số tuế nguyệt trên danh nghĩa mặc dù hắn chỉ là một kiện binh khí nhưng trên thực tế hắn cùng chủ nhân đời trước lại là sinh tử gắn bó bạn thân cả hai đã từng làm bạn ngang dọc chư thiên vạn giới từng có qua vô số lần kề vai chiến đấu cũng chính bởi vì vậy tại một trận chiến kia thời khắc sống còn hắn chủ nhân đời trước tại biết rõ chính mình rơi vào tình huống ắt phải chết đánh ra chính mình cuối cùng một kiếm trọng thương địch nhân đồng thời cũng đem hắn xa xa đưa khỏi trốn chiến trường kia không muốn hắn cũng giống vậy vẫn lạc tại trong trốn chiến trường kia Tiểu đồng áo xanh tại một trận chiến kia bên trong, tổn thương cực nặng. Nếu không phải gặp phải Sở Kiếm Thu cùng Hỗn Độn đến Tôn Tháp mà nói, hắn có lẽ mãi mãi cũng không cách nào lại lần tỉnh lại. Chương 3063 lão tổ có thể cần thể diện một chút hay không? Nhưng ở gặp phải Sở Kiếm Thu cùng Hỗn Độn đến Tôn Tháp sau, hắn đầu tiên là đi qua Hỗn Độn đến Tôn Tháp tầng thứ nhất cái kia trung ương trận pháp ôn dưỡng khiến cho hắn cái kia tàn phá cơ hồ triệt để diệt tuyệt bản nguyên dần dần nhận được một điểm khôi phục sau đó theo sở kiếm thu tu vi tăng lên đối với hắn đầu nhập tài nguyên càng ngày càng nhiều khiến cho hắn linh tính cũng bắt đầu dần dần khôi phục cuối cùng mãi đến có thể hiện hiện ra mà bây giờ khi nhìn thấy sở kiếm thu lần này mang ra như thế đông đảo hoang cổ khí tức tiểu đồng áo xanh mới chính thức thấy được khôi phục đỉnh phong hy vọng mà cái kia trong lòng hắn mai phục đã lâu tưởng niệm cũng lần nữa một lần nữa cháy lên. Sở kiếm thu tại một triệu kia sợi hoang cổ trong hơi thở. Đầu tiên lấy ra 10 vạn sợi cho kim long phân thân. Theo kim long phân thân không ngừng luyện hóa hoang cổ khí tức. Hấp thu hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà nồng đậm tinh quang. Lại thêm tại nửa bước phi thăng cảnh cường đại nhục thân tầm bổ phía dưới. Phần thứ hai hồn thần hồn cường độ mỗi ngày đều tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tốc độ lớn mạnh bây giờ phần thứ hai hồn tại trên thần hồn cường độ đã không sai biệt lắm tiếp cận đại thông huyền cảnh hậu kỳ nếu như không phải kim long phân thân luyện hóa hoang cổ khí tức đại bộ phận đều bị kim long phân thân nhục thân đoạt đi tại như thế lượng lớn hoang cổ khí tức chi xanh hạ đoán chừng phần thứ hai hồn thần hồn cường độ cũng sớm đã đặt đến đại thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả trình độ nhưng đầu này kim long di hài trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt trôi qua mặc dù nhục thân bảo tồn lại nhưng mà sức mạnh cũng đã đại lượng trôi đi bây giờ gặp phải hoang cổ khí tức cỗ này kim long phân thân giống như hạn hán đã lâu thổ địa thế nào gặp cam lâm cho nên liền liều mạng hấp thu luyện hóa hoang cổ khí tức lưu cho phần thứ hai hồn mười không còn một sở kiếm thu liếc mắt nhìn vắt ngang tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà đầu này to lớn vô cùng kim long phân thân trong lòng không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ đầu này kim long phân thân thân thể cao lớn cùng cực cao tu vi muốn để nó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đầu nhập hoang cổ khí tức cũng còn không biết cần bao nhiêu cũng may chính mình có hỗn độn đến tôn tháp cùng hoang cổ khí tức bằng không mà nói muốn chân chính trưởng khống cỗ này kim long phân thân chính mình đoán chừng ít nhất đều phải tiêu phí mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian mà tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà nồng nặc kia ánh sao tầm bổ phía dưới. Còn có đại lượng hoang cổ khí tức bổ sung một chút này thời gian. Rõ ràng là có thể mà rút ngắn. Kế tiếp, sở kiếm thu lại phân biệt cho tiểu thanh điều cùng tiểu đồng áo xanh năm vạn sợi hoang. Cổ khí tức còn dư lại 80 vạn sợi, nhưng là giao cho hạ u hoàng, để cho nàng hộ bộ. Đến phân phát cho huyền kiếm tông đám người tại đại lượng hoang cổ khí tức chi xanh hạ huyền kiếm tông thực lực. Lập tức phát triển được càng thêm nhanh mạnh cao. Hà tiền bối, đây là một ngàn sợi hoang cổ khí tức còn xin cất kỹ. Đàm du hình đem một ngàn sợi hoang cổ khí tức giao cho cao hà xương, khẽ cười nói. Tiền bối không dám nhận, tiên tử tỷ tỷ trực tiếp gọi lão nhi tên là được rồi. Nếu là để mắt lão nhi mà nói, trực tiếp kêu một tiếng xương lão ca cũng có thể. Cao Hà Sương vội vàng nói, hắn tiếp nhận Đàm Du hình đưa tới một ngàn sợi hoang cổ khí tức, trên mặt trong bụng nở hoa. Tại trong khoảng thời gian này Huyền Kiếm Tông cách mỗi mấy ngày, bọn hắn liền có thể thu đến một bộ phận hoang cổ khí tức. Thời gian trải qua thoải mái vô cùng. Tại cái này số lớn hoang cổ khí tức cung cấp Cao Hà Sương khoảng thời gian này tu vi lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ siêu 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 mà hướng bên trên tăng vọt. Cao Hà Sương cảm giác dựa theo loại tu luyện này tốc độ. Chính mình không dùng đến thời gian 1-2 năm. Đoán chừng liền lại có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, đạt đến nửa bước đại thông huyền cảnh. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện, đặt tại trước đó. Cao Hà Sương quả thực là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, loại này thoải mái vô cùng thời gian. Để cho Cao Hà Sương trải qua vui đến quên cả trời đất hắn cũng không hề đề cập tới đi tìm tòi viễn cổ di chỉ bí cảnh sự tình nói thật dù cho tiến vào viễn cổ di chỉ trong bí cảnh lấy được bảo vật cơ duyên cũng chưa chắc có thể so với đến bên trên hoang cổ khí tức loại này thần diệu vô biên thiên địa chí bảo lấy cao hà xương tầm mắt kiến thức hắn chưa từng thấy qua tại tu luyện về hiệu quả có thể cùng hoang cổ khí tức so sánh thiên tài địa bảo cao hà sương lúc này rất là thán phục chính mình lúc trước anh minh thần võ nếu không phải mình trước đây hạ quyết tâm lấy ra cao hà vương triều trăm vạn năm tới tích lũy gần một nửa thất phẩm linh thạch lấy ra cho sở kiếm thu tặng lễ bọn hắn cao hà vương triều tại huyền kiếm tông tuyệt đối phải không đến cao như vậy đãi ngộ cao hà tiền bối khách khí đàm du hinh mỉm cười nói nhìn xem cao hà sương bộ kia bộ dáng thô bỉ Đàm Du Hinh trong lòng không khỏi một hồi oán thầm. Lão Nhi này thực sự là thật không biết xấu hổ. Cũng không biết là sống bao nhiêu năm lão quái vật lại còn gọi mình tỉ tỉ. Thua thiệt hắn cũng gọi phải mở miệng. Đối với Cao Hà Sương loại tu vi này cao tới tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Đàm Du Hinh ngoại trừ bảo trì mặt ngoài khách khí cùng lễ nghi. Đối với hắn nhưng không có nửa phần kính sợ tại huyền kiếm tông nhưng cho tới bây giờ liền không có căn cứ vào thực lực mạnh yếu. Tới phân chia địa vị cao thấp cho dù là đối mặt nam cung nhiễm tiết như thế thực lực kinh. Khủng cường giả, đàm du hình cũng tương tự có thể không kiêu ngạo không tự ti. Tiền bối nếu như không có chuyện gì, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Đàm du hình chắp tay thi lễ một cái nói, tiên. Tử tỷ tỷ không tiến vào ngồi một chút uống chén trà. Cao Hà Sương nghe vậy, vội vàng nói hắn cười dạng dỡ cả khuôn mặt giống như một đóa nở rộ hoa cúc đồng dạng ý lấy lòng. Lộ rõ trên mặt tại trong khoảng thời gian này huyền kiếm tông. Hắn nhưng là thăm dò được không ít sự tình. Đàm Du Hinh là thuộc về hộ bộ đại trưởng quỹ hạ U Hoàng thuộc hạ. Nắm giữ lấy huyền kiếm tông tài nguyên cung ứng như vậy đại nhân vật. Hắn tự nhiên là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế mà lấy lòng không? Được vãn bối còn có sự tình khác phải bận rộn sẽ không quấy dày tiền bối. Đàm Du Hinh khẽ cười nói, lập tức nàng hướng Cao Hà Xương cáo từ một tiếng. Quay người rời đi, tiên tử tỷ tỷ, có rảnh tới ngồi một chút a, à, nhìn. Thấy Đàm Du Hinh rời đi, Cao Hà Xương vẫy tay cánh tay, đối với Đàm Du Hinh bóng lưng kêu lên. Cao Hà Oánh Tú nhìn thấy một màn này, cuối cùng nhịn không được, lão tổ, có thể cần thể diện một chút hay không, ngươi còn như vậy. Ta đều không dám ra ngoài gặp người, Cao Hà Oánh Tú nhìn xem Cao Hà Xương, oán giận nói cao hà sương lần này cử động cũng quá không biết xấu hổ a à, nàng từ đó đến giờ không nghĩ tới cao hà sương lại là người như vậy cao hà sương tại huyền kiếm tông khoảng thời gian này hành động đem bọn hắn cao hà vương triều khuôn mặt đều bị mất hết hắc hắc tú nhi lời này của ngươi thì không đúng khuôn mặt có thể làm cơm ăn sao ngươi có biết hay không huyền kiếm tông đối với chúng ta cao hà vương triều tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào đây chính là chúng ta Cao Hà Vương triều, từ lập quốc đến nay. Từ chỗ không có đại cơ duyên, nếu là có thể ôm chặt Huyền kiếm tông đùi Về sau chúng ta Cao Hà Vương triều tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều sẽ có một chỗ cắm rồi. Cao Hà xương mỉm cười bên trong, mang theo từ chỗ không có nghiêm túc nói. Chương 3064 phi thăng cảnh phía trên. Lão tổ, ngài lời này hơi bị quá mức khoa trương a Cao hào ánh tú nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi nói nàng thừa nhận huyền kiếm tông phát triển tiền cảnh rất là không tầm thường nhưng mà muốn nói đi theo huyền kiếm tông có thể làm cho cao hà vương chiều tại toàn bộ thiên vũ đại lục đều có một chỗ cắm ruồi đây không khỏi quá mức làm người nghe kinh sợ thiên vũ đại lục thủy so với trong tưởng tượng phải sâu cao hào ánh tú xem như cao hà vương triều công chúa hiểu được nội tình nhưng so với phong nguyên vương triều người phải hơn rất nhiều giống bọn hắn cao hà vương triều loại thế lực này mặc dù trên danh nghĩa nói là trung châu thất đại vương triều nhưng mà trên thực tế tại trung châu lại là chưa có xếp hạng danh hiệu gì đừng nói là bọn hắn cao hà vương triều cho dù là thất đại vương triều đứng đầu vũ minh vương triều cũng không dám nói tại thiên vũ đại lục có một chỗ cắm rồi nếu muốn ở thiên vũ đại lục có nhất định trọng lượng, vậy ít nhất cũng phải là huyền vụ phủ. Thiên phượng cung dạng này trung châu năm đại tông môn, mới có thể nói lên được không có phi thăng cảnh cường giả chấn giữ tông môn. Căn bản không tính là cái gì chân chính thế lực lớn. Huyền kiếm tông tiềm lực phát triển mặc dù cường đại, nhưng mà liền đại thông huyền cảnh cường giả trước mắt đều còn không có. Lại càng không cần phải nói phi thăng cảnh liền huyền kiếm tông bản thân nếu muốn ở thiên vũ đại lục chiếm giữ một chỗ cắm rồi đều chưa hẳn có thể làm đến huống chi bọn hắn cao hà vương triều cho nên khi nghe đến cao hà sương lời này thời điểm cao hà ánh tú mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tú nhi người này liền thấy cạn huyền kiếm tông nội tình so với trong tưởng tượng của ngươi đều khủng bố hơn nhiều lắm cao hà sương khoát tay áo nói trước tiên không cần nói hoang cổ khí tức loại này thần diệu vô biên trí bảo, chỉ là truyền tống trận, chiến trận binh giáp. Tẩy tùy phạt cốt phù những vật này, chỉ cần lấy được bất kỳ thứ nào. Đều đủ để để cho một thế lực nhận được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Mà những người ngoài này khó có thể tưởng tượng đồ vật. Lại toàn bộ tập trung ở trong tay huyền kiếm tông, bởi vậy có thể thấy được huyền kiếm tông. Tất nhiên là lấy được một cọc to lớn vô cùng cơ duyên. Cái này một cọc cơ duyên, thậm chí cũng có thể là vượt qua phía trên phi thăng cảnh tôn. Tại, Cao Hà xương này loại sống vô số năm tháng lão hồ ly. Tự nhiên muốn so Cao Hà oánh tú lại này chỉ có mấy trăm tuổi thanh niên. Ánh mắt muốn cay độc nhiều lắm. Hắn trong khoảng thời gian này, tại huyền kiếm tông bên trong, nhìn thấy đồ vật. Cũng muốn so với Cao Hà oánh tú rất được nhiều, cái gì, phía trên phi thăng cảnh cơ duyên, Cao. Hà oánh tú nghe nói như thế, thật sự chấn kinh phi thăng cảnh, tại trong thiên vũ đại lục. Đã là chân chính uy chấn một phương cự phách đến nỗi phía trên phi thăng cảnh tồn tại. Tại trong thiên vũ đại lục chỉ là mơ hồ có tin đồn, nhưng đến tột cùng có tồn tại hay không? Vẫn luôn không ai có thể xác nhận. Nếu là huyền kiếm tông, thật sự lấy được một cọc phía trên phi thăng cảnh cơ duyên. Vậy coi như thật sự làm cho người kinh hãi, đây. Chỉ là ta một điểm ngờ tới, đến nỗi có phải hay không, ta cũng không dám xác định cao hà sương nói nhưng có thể xác định là huyền kiếm tông lấy được cái kia thung cơ duyên tuyệt đối sẽ không tiểu những thứ khác không nói trước chỉ là hoang cổ khí tức một dạng đều đủ để để cho vô số võ giả điên cuồng có hoang cổ khí tức chỉ có dù có được cao cấp công pháp ta đều có nắm chắc có thể đột phá đến đại thông huyền cảnh thậm chí phi thăng cảnh cũng chưa chắc không có khả năng nói đến đây cao hà sương trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực nhiệt hòa Đúng vậy, khi lấy được hoang cổ khí tức sau đó. Cao Hà Sương trong lòng giấy lên cực lớn hùng tâm tráng trí. Hắn bây giờ đã không chỉ mình là nghĩ đột phá đại thông huyền cảnh, còn nghĩ trèo một trèo. Cái kia phi thăng cảnh cao phong, cao hào ánh tú nghe nói như thế, lần nữa, giật này cả mình. Nàng không nghĩ tới, lão tổ thế mà nắm giữ to lớn như vậy dã tâm. Thế mà muốn leo trèo lên phi thăng cảnh, trong lúc nhất thời cao hà oánh tú lập tức chấn kinh đến nói không ra lời người bây giờ biết lão tổ ta vì sao muốn như thế không tiếc bất cứ giá nào đều phải ôm chặt huyền kiếm tông đùi đi cao hà sương nhìn cao hà oánh tú một mắt nói huyền kiếm tông đối với chúng ta cao hà vương triều tới nói đây là một cọc trước nay chưa có cơ duyên chỉ cần chúng ta bắt được cái cơ duyên này chúng ta cao hà vương triều liền sẽ chân chính quật khởi mà không chỉ là làm một có tiếng không có miếng thất đại vương triều mà tồn tại nếu là chúng ta có thể bắt được lần này cơ duyên cái gì viêm nham vương triều hắc ấn vương triều về sau cho chúng ta cao hà vương triều sách dày cũng không xứng chỉ là lão tổ huyền kiếm tông giống như đắc tội huyền vụ phủ đệ tử chúng ta cùng huyền kiếm tông đi được quá gần đến lúc đó huyền vụ phủ trả thù thời điểm có thể hay không liên lụy chúng ta cao hào ánh tú nhịn không được nói cầu phú quý trong nguy hiểm muốn bắt được loại này đại cơ duyên sao có thể nửa điểm phong hiểm đều không gánh chịu đâu cao hà sương từ tốn nói huống hồ huyền vụ phủ mặc dù là năm đại tông môn một trong nhưng ở trung châu bọn hắn cũng không phải hoành hành không sợ tồn tại tại năm đại tông môn phía trên còn có đạo minh đâu cao Hà Oánh Tú nghe vậy, lập tức không khỏi một trận trầm mặc. Tú Nhi, hôm nay lời ta nói, ngươi không nhưng đối với bất luận kẻ nào nói lên, nhất là có liên. Quan Huyền kiếm tông có thể thu được một cọc phía trên phi thăng cảnh cơ duyên sự tình cao. Hà Sương trịnh trọng vô cùng nói. Lại chuyện này, hắn trong âm thầm nói một chút cũng còn chưa lạ. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, vô luận là cho Huyền kiếm tông người nghe được, hay là cho thế lực khác võ giả nghe được đối bọn hắn cao hà vương chiều tới nói đều sẽ là một hồi tai họa ngập đầu là lão tổ cao hà oánh tú nhìn thấy cao hà sương nói đến trịnh trọng nàng cũng biết chuyện này nặng nhẹ lập tức cũng là sắc mặt nghiêm túc nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm nghĩ hết tất cả biện pháp ôm chặt huyền kiếm tông đùi là được rồi cao hà sương lại nói tốt à cao hà oánh tú nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói vốn là đối với cao hà sương phía trước một câu nói nàng còn vô cùng nghiêm túc đối đãi nhưng khi nghe được cao hà sương câu nói tiếp theo cao hà oánh tú liền trong nháy mắt phá phòng ngự chỉ cần vừa nghe đến cao hà sương lời này cao hà oánh tú liền không tự chủ nghĩ đến cao hà sương cái kia không biết xấu hổ đi lấy lòng sở kiếm thu cùng đàm du hinh đám người một màn cái này khiến cao hà oánh tú cảm giác quả thực là mất mặt vô cùng nàng trên miệng mặc dù đáp ứng giao lấy cao hà sương mà nói nhưng mà muốn nàng giống cao hà sương không biết xấu hổ như vậy nàng cảm giác chính mình vẫn là không cách nào làm đến hoang cổ đại lục một đạo quang mang thoáng qua sở kiếm thu thân hình trống rỗng xuất hiện sở kiếm thu tại truyền tống điểm đến phụ cận hấp thu đầy đủ hoang cổ khí tức sau đó liền nắm lên cái kia tăng lên tới bát giai thượng phẩm linh tôn ấm tại hỗn độn đến tôn tháp truyền tống phía dưới. Trở về tới hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa. Trở lại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà sau, sở kiếm thu thần niệm đảo qua. Dò xét một chút linh tôn trong bầu hoang cổ khí tức số lượng trong khoảng thời gian này. Sở kiếm thu một mực tại thí nghiệm, linh tôn ấm muốn thu tụ tập 100 vạn sợi hoang cổ khí tức. Đến tột cùng phải hao phí thời gian bao nhiêu? đi qua lần lượt thí nghiệm, lần này, sở kiếm thu rốt cuộc ra con số chính xác. Trường 3065 lần nữa xuất phát. Linh tôn hồ tại trong đại lục của hoang cổ, muốn thu tụ tập đầy 100 vạn sợi hoang cổ khí tức. Hết thảy cần tiêu phí 5 ngày thời gian, thời gian này cũng không tệ. Về sau không cần mỗi ngày chạy vào hoang cổ đại lục cầm cái này linh tôn hồ. Chỉ cần 5 ngày đi vào một lần liền có thể tại từ hoang cổ đại lục lấy ra cái này 100 vạn sợi hoang cổ khí tức sau. Sở kiếm thu vung tay lên, lấy ra 100 ức thất phẩm linh thạch. Cho hỗn độn đến tôn tháp bổ sung năng lượng, sở kiếm thu nhìn một chút chính mình còn thừa linh. Thạch không khỏi có chút yêu sầu thở dài. Linh tôn hồ tấn giai sau, từ hoang cổ đại lục mang ra hoang cổ khí tức là nhiều. Nhưng mà đối với linh thạch tiêu hao tốc độ cũng đồng dạng trở nên nhanh hơn mặc dù trên tay hắn thất phẩm linh thạch còn có không ít. Nhưng mà dựa theo trước mắt mức tiêu hao này tốc độ xuống đi. Đoán chừng cũng không chống đỡ được bao nhiêu ngày rồi, xem ra, nên thời điểm. Lại tiến vào một chiến thanh dương tông di chỉ tìm tòi một phen. Từ bên trong lấy chút bảo vật đi ra. Sở kiếm thu rời đi hỗn độn đến tôn tháp sau, lập tức triệu tập đám người. Thương lượng dò nữa thanh dương tông di chỉ, đi qua trong khoảng thời gian này có đại lượng hoang cổ khí tức cung ứng tu luyện huyền kiếm tông đám người tu vi. Trên toàn thể tăng lên rất nhiều. Nam cung nhiễm tuyết đã triệt để vững chắc tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Không sai biệt lắm đã tu luyện đến tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ cực hạn. Khoảng cách đột phá tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong cũng đã không xa. Cố khanh cũng đồng dạng không sai biệt lắm tu luyện đến tiểu thông huyền cảnh trung kỳ đỉnh. Phong khoảng cách đột phá tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ. Chỉ kém một bước xa, công giã nghiên đã thành công đột phá đến tiểu thông huyền cảnh trung kỳ. Chiến lực cùng Nam Cung nhiễm tiết so sánh, đều tương xứng. A à Vũ cùng tiểu Thanh Điều, cũng đột phá đến tiểu thông huyền cảnh sơ kỳ. Coi bọn nàng hai người chiến lực. Sau cố khanh dạng này tiểu thông huyền cảnh trung kỳ cường giả, đều muốn thắng một bậc. Một lần này xuất phát, sở kiếm thu cũng là dẫn theo đột phá đến thông huyền cảnh chiến lực xuất phát đối với thông huyền cảnh phía dưới tu vi, sở kiếm thu một cái cũng không có mang, dù sao. Lần này tiến vào thanh dương tông di chỉ. Sở kiếm thu thế nhưng là muốn dò xét một chút thanh dương tông di chỉ chủ phong. Hơn nữa, trong thời gian này, còn có thể cùng chúc quần. Viêm lại bọn người gặp nhau, đối với hai người này. Sở kiếm thu chưa bao giờ dám có nửa điểm khinh thị, phía trước ỉ vào thần tiễn quân trước đó chôn xuống mai phục hắn mới thật không dễ dàng đem hai người đánh lui lần này tiến vào viễn cổ di chỉ bí cảnh nhưng không có thần tiễn quân phụ trợ cái này cũng là sở kiếm thu vì sao muốn đợi đến hôm nay nam cung nhiễm tiết đám người tu vi tăng mạnh mới dám lần nữa tiến vào thanh dương tông di chỉ tiến hành tìm tòi lịch luyện cao hà sương mấy người cao hà vương triều võ giả tế sơn khánh chờ tế sơn vương triều võ giả nghe được sở kiếm thu rốt cuộc phải xuất phát tìm tòi viễn cổ di chỉ bí cảnh mỗi một cái đều là vô cùng kích động nhất là cao hà sương cùng tế sơn khánh hai người phía trước nhưng cho tới bây giờ không có từng tiến vào cái này viễn cổ di chỉ bí cảnh đối với viễn cổ di chỉ trong bí cảnh cơ duyên bảo vật thế nhưng là có cực lớn khát vọng mặc dù tại huyền kiếm tông mấy ngày nay cơ hồ cách mỗi mấy ngày huyền kiếm tông đều có số lớn hoang cổ khí tức cung ứng cho bọn hắn. Thời gian trải qua thoải mái vô cùng. Nhưng mà Cao Hà Sương cùng Tế Sơn Khánh đều biết, bọn hắn sở dĩ tại huyền kiếm tông có đãi ngộ này. Là bởi vì bọn hắn phía trước đưa 2.000 ức thất phẩm linh thạch cho sở kiếm thu mà đổi lấy. Nếu như bọn hắn lâu dài tiêu hao từ từ như vậy, sớm muộn miệng ăn núi lở. Không có cho huyền kiếm tông đưa lên mới bảo vật hoặc linh thạch bọn hắn cũng không tin tưởng sở kiếm thu sẽ một mực như vậy liên tục không ngừng mà cho bọn hắn cung cấp hoang cổ khí tức bọn hắn từ tế sơn đình cùng cao hào ánh tú nơi đó giải được sở kiếm thu ra hỏa này đây chính là nổi danh tham tiền muốn để sở kiếm thu làm mua bán lỗ vốn đó là không có khả năng sự tình cho nên hai người cũng tính toán lần này tiến vào viễn cổ di chỉ trong bí cảnh nhiều tìm một chút bảo vật cùng sở kiếm thu đem đổi lấy hoang cổ khí tức phía trước tế sơn đình cùng cao hào ánh tú bọn người liên thông huyền cảnh cũng chưa tới đều có thể từ viễn cổ di chỉ trong bí cảnh mang về nhiều như vậy bảo vật tài nguyên mà lấy bọn hắn so tế sơn đình cùng cao hào ánh tú cường đại hơn nhiều thực lực tất nhiên có thể có được càng nhiều bảo vật tài nguyên thậm chí có thể có được một chút bát giai thượng phẩm pháp bảo cũng chưa biết chừng, lần này xuất phát tiến vào Viễn Cổ Di chỉ bí cảnh. Huyền Kiếm Tông người bên này, có Sở Kiếm Thu, Tiểu Thanh Điểu, Công Dã Nghiên, A à Vũ, Cố Khanh. Thang Viêm, thôn Thiên Hổ lại chạy vào Thanh Dương Tông Di chỉ đầu kia vực sâu đi càn quét những cái kia. Răng sắt địa ma chuột, Sở Kiếm Thu dự định đến Thanh Dương Tông Di chỉ thời điểm. Lại cùng nó tụ hợp, Phong Nguyên Học Cung bên này, nhưng là có Nam cung Nhiễm Tuyết tư không bắc kỳ, mình bạch dịch, mão thần. Đến nỗi chiến long tôn giả, công thúc nghi cùng sông tễ. Lại bị lưu lại tọa chấn phong nguyên học cung, mặc dù ba người bây giờ cũng đã đột phá đến thông. Huyền cảnh, nhưng mà phong nguyên học cung dù sao cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao cũng phải có người lưu lại tọa chấn. Chiến long tôn giả xem như phong nguyên vương triều đại quân chủ soái Cần lưu lại chỉ huy đại quân, mặc dù bây giờ phong nguyên vương triều đại quân trên cơ bản cũng tại cùng ám ma ngục trong trận chiến ấy bị triệt đề đánh cho tàn phế nhưng mà tốt xấu cũng còn để lại một chút tàn quân hơn nữa chiến long tôn giả cũng nghĩ đem phong nguyên vương triều đại quân chế tạo lần nữa đứng lên lần này chiến long tôn giả cũng là tự nguyện lưu lại chấn giữ đến nỗi công thúc nghi hắn xem như phong nguyên học cung chấp sự đường đường chủ phong nguyên học cung trên dưới sự vụ cũng không thể rời bỏ hắn mà sông tễ lại càng không cần phải nói nam cung nhiễm tiết lần này lại đem phong nguyên học cung hộ sơn đại trận trận pháp đầu mối giao cho hắn mà thuần vu lúc hắn bây giờ đã là huyền kiếm tông luyện khí phường phường chủ cả ngày đều đắm chìm tại trong luyện khí phường cùng một đám luyện khí sư cổ đảo đủ loại binh khí chiến tranh chế tạo còn có luyện chế thất giai thượng phẩm chiến trận binh giáp đối với lần này viễn cổ di chỉ bí cảnh tìm tòi lịch luyện hắn căn bản là không có hứng thú hắn bây giờ toàn bộ thể xác tinh thần cũng đã vùi đầu vào chiến trận binh giáp cùng đủ loại pháp bảo nghiên cứu chế tạo bên trong cao hà vương triều bên này người xuất động không nhiều hết thầy cũng liền bốn người theo thứ tự là cao hà sương cao hà lập cao hà oánh tú cùng cao hà mong tế sơn vương triều bên kia đồng dạng cũng là như thế người xuất động đếm cũng chỉ có bốn người theo thứ tự là tế sơn khánh tế sơn đình tế sơn minh cùng tế sơn nghị cao hà sương cùng tế sơn khánh cũng biết lần này tìm tòi lịch luyện không thể coi thường rất có thể sẽ ở trong thanh dương tông di chỉ cùng chúc mân cùng với viêm lại bọn người gặp nhau bọn hắn căn bản không dám để cho thông huyền cảnh phía dưới võ giả tham dự vào lần này trong thăm dò tới bằng không một khi cùng chúc mân bọn người gặp nhau song phương bộc phát đại chiến thông huyền cảnh phía dưới võ giả trên cơ bản ngay cả chạy thoát thân đều không làm được hoàn toàn chỉ có chịu chết phần sở kiếm thu dẫn theo đám người hướng về cửu khê đại lục cái kia không gian thông đạo phương hướng xuất phát hắn cũng không có để cho đám người đi truyền tống trận tiến vào cửu khê đại lục thiên chiếu trên đảo bí mật dù sao nhiều lắm hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người biết thiên chiếu trên đảo bí mật bởi vì lấy cao hà sương cùng tế sơn khánh thực lực chưa hẳn không thể cảm ứng được thiên chiếu đảo vực sâu biển lửa dưới đáy chuôi này tiên thiên. Kiếm phôi, chương 3066 cường đại sơn môn cấm chế. Mặc dù Cao Hà Vương Triều cùng Tế Sơn Vương Triều, bây giờ cùng huyền kiếm tông đã coi như là minh hữu Nhưng mà sở kiếm thu đối với Cao Hà Sương cùng Tế Sơn Khánh hiểu rõ dù sao không đậm. Đối với tiên thiên kiếm phôi loại này vô cùng chân quý bảo vật nếu là bị bọn hắn biết rất khó cam đoan bọn hắn sẽ không động tâm tại tu hành giới bên trong vì một chút bảo vật cho dù là làm bạn vô số năm tháng đạo lữ ở giữa cũng có thể lại bởi vậy ra tay đánh nhau đến nỗi minh hữu vậy thì càng thêm không nhờ vả được vì để tránh cho phiền toái không cần thiết sở kiếm thu tự nhiên không muốn đem loại bí mật này tiết lộ ra ngoài sở kiếm thu mang theo đám người thông qua cái kia không gian thông đạo tiến nhập cửu khê đại lục sau đó thẳng đến Thanh Dương Tông Di chỉ mà đi. Thanh Dương Tông Di chỉ, chủ phong trước sơn môn, ầm ầm một tiếng nổ rung trời, hai đạo lăng lệ. Vô cùng kiếm quang, bổ vào trên chủ phong sơn môn đền thờ cấm chế. Tạo nên một cỗ vô cùng kinh khủng gợn sóng năng lượng. Tại cái này hai đạo lăng lệ kiếm quang công kích đến, núi kia gác cổng chế. Giống như bể tan tành mặt kính đồng dạng, nứt ra vô số đạo vết rách tựa hồ sau một khác. Thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Chỉ có điều, một hồi giống như như nước gợn ba động đi qua, cái kia vô số vết rách, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ còn lại từng vòng từng vòng giống như như nước gợn gợn sóng tại trên cấm chế nhộn nhạo. Không được, sơn môn này cấm chế quá mạnh mẽ, bằng vào chúng ta thực lực của hai người. Căn bản là không có cách phá vỡ. Viêm lại nhìn thấy một màn này, lập tức lắc đầu nói: hắn cùng Trúc Mân ở đây, thử dòng dã thời gian nửa tháng, dùng vô số thủ đoạn. Nhưng khoảng cách chính thức phá vỡ cái này chủ phong sơn môn cấm chế. Từ đầu đến cuối đều kém một chút như vậy. Trúc Huynh, nếu không thì, ngươi vẫn là vận dụng ngươi món kia công phạt bí bảo thôi. Bằng không, chúng ta muốn phá vỡ sơn môn này cấm chế, căn bản cũng không có thể. Viêm lại quay đầu nhìn về phía Trúc Quẩn nói. Trúc Quẩn xem như huyền vụ phủ đại trưởng lão Trúc rực rỡ nhi tử. Trong tay thế nhưng là nắm giữ uy lực phi thường khủng bố công phạt bí bảo, nếu như Trúc Mân vận. Dụng món kia công phạt bí bảo, phá vỡ sơn môn này cấm chế, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Không phá nổi coi như xong, chúng ta đợi thiếu cung chủ đến sau đó. Chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ, tất nhiên có thể phá vỡ cấm chế này, cái này thanh dương tông di chỉ ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, chúng ta cũng không kém tại chút điểm thời gian này. Trúc Quẩn lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói, loại kia cấp bậc công phạt bí bảo. Vô cùng chân quý, là hắn bảo mệnh dùng át chủ bài. Trúc Mân nơi nào cam lòng tùy tiện đem nó dùng xong. Trước đây bị sở kiếm thu cùng thôn thiên hổ mai phục đánh hắn vô cùng chật vật. Chạy chối chết thời điểm, hắn đều không nỡ sử dụng món kia công phạt bí bảo, huống chi bây giờ sơn môn này cấm chế mặc dù cường đại nhưng mà dù sao trải qua vô số năm tháng sức mạnh đã đại lượng trôi qua chỉ cần lại có một cái hắn cùng viêm lại loại này cấp bậc cường giả gia nhập vào cùng một chỗ dưới sự liên thủ hoàn toàn đủ để đánh vỡ cái sơn môn này cấm chế đã như vậy cần gì phải lãng phí một kiện vô cùng chân quý công phạt bí bảo đâu huống hồ nếu như cùng thiên phượng cung thiếu cung chủ cùng một chỗ liên thủ đánh vỡ cái sơn môn này cấm chế ngược lại là một cái cấp tốc tăng tiến hắn cùng cái kia thiếu cung chủ tình cảm cơ hội cũng được đã như vậy vậy chúng ta cũng không cần thiết một mực sống ở chỗ này viêm lại nghe vậy gật đầu một cái nói đi thôi chúng ta đi trước địa phương khác xem cái này thanh dương tông di chỉ lớn như vậy cũng không phải chỉ có chủ phong một chỗ như vậy mới có bảo vật trước tiên đem những địa phương khác bảo vật quét sạch một phen lại nói trong tay Trúc Mân quạt xếp một tấm, nhẹ nhàng lắc lắc, khẽ cười nói, chờ. Chúng ta đem những địa phương khác bảo vật quét sạch một phen. Đoán chừng thiếu cung chủ các nàng cũng sắp phải đến, đến lúc đó. Chúng ta vừa vặn có thể đi trở về nghênh đón thiếu cung chủ đến. Nói xong, Trúc Mân trước tiên quay người rời đi, đám người nghe vậy, cũng không nói gì nhiều. Lập tức đi theo phía sau hắn rời đi, lần này bí cảnh tìm tòi, vốn là lấy Trúc Mân cầm đầu đối với hắn mà nói, ai dám có dị nghị. Cho dù là viêm lại, cũng sẽ không dễ dàng phản đối Trúc Mân chủ trương, viêm lại tại trên thực. Lực mặc dù không hề yếu tại Trúc Mân, thậm chí còn hơn, nhưng mà tại trên nội tình. Hắn cùng Trúc Mân so sánh, vậy thì kém xa. Trúc Mân thế nhưng là có một cái phi thăng cảnh phụ thân xem như chỗ dựa. Trong tay một chút lợi hại đòn sát thủ lợi hại. Thậm chí đều có thể uy hát Iota được đại thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Một khi đem hắn cho làm phát bực, cho dù là đại thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, đều phải chịu không nổi, chỉ có điều loại này cấp bậc đòn sát thủ. Chúc Mân trên thân cũng không nhiều, trừ phi thật đến sống chết trước mắt bằng không. Hắn dễ dàng cũng sẽ không vận dụng. Thanh Dương Tông Di chỉ chiến lực điện sơn phong, sở kiếm thu một nhóm người tới chiến lực điện. Sơn phong sau, đầu tiên liền hướng chiến lực điện phương hướng đi đến, tất nhiên đi tới Thanh Dương Tông Di chỉ, chiến lực điện chân bảo cốc đương nhiên là một cọc không cho phép bỏ qua cơ. Duyên, chẳng qua trước mặt mọi người người tiến vào chiến lực điện sau. Cái kia Huyền Y đồng tử lại là nói cho đám người, tại mấy tháng trước, đã có một nhóm người tới qua chiến lực điện, từng tiến vào một lần chân bảo cốc. Đám người muốn tiến vào chân bảo cốc chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Đợi đến một năm kỳ hạn sau đó, lại tới Sở Kiếm Thu nghe nói như thế, tự nhiên biết Huyền Y đồng tử nói tới ai, ngoại trừ trúc quần. Viêm lại nhóm người kia bên ngoài, gần nhất cũng không có người nào khác từng tiến vào Cửu Khê đại lục. Tất nhiên chân bảo cốc gần nhất không cách nào mở ra. Đám người cũng chỉ đành coi như không có gì, rời đi chân bảo cốc. Vượt qua chiến lực điện sơn phong, tiếp tục hướng về Thanh Dương Tông Di chỉ khu vực Hạch Tâm xuất phát. Đi tới đầu kia vực sâu thời điểm, sở kiếm thu bọn người gặp còn tại vực sâu dưới đáy. Tiểu sát những cái kia răng sắt địa ma chuột huyền kiếm tông đám người. Bây giờ còn tại vực sâu dưới đáy, tiểu sát những cái kia răng sắt địa ma chuột võ giả. Ngoại trừ thôn Thiên Hồ cái này thông huyền cảnh chiến lực, những thứ khác. Trên cơ bản cũng là tả khâu văn, Trường Tôn Nguyên Bạch, Phong Phi Uyên, La Vân Thiên. Đường Tinh Văn mấy người thiên tôn cảnh võ giả giống nam cung nhiễm tuyết cố khanh công giã nghiên a à vũ dạng này thông huyền cảnh chiến lược sớm đã không còn tham gia đến trận này tiễu sát hành động bên trong bởi vì những cái kia thực lực cường đại răng sắt địa ma chuột cũng sớm đã bị đám người đánh giết sạch sẽ còn dư lại những cái kia đã rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hát iota bọn hắn đi đánh giết những thứ này răng sắt địa ma chuột cũng rất khó lại lấy được ma luyện ngược lại là tả khâu văn trưởng tôn nguyên trắng cùng la vân thiên bọn người tại cùng những thứ này răng sắt địa ma chuột trong chém giết còn có thể nhận được rất lớn ma luyện mà thôn thiên hổ sở dĩ còn cùng mọi người tại ở đây pha trộn cái này thuần túy là nó thích cùng tả khâu văn la vân thiên bọn người pha trộn bởi vì nó ở trước mặt những người này có thể không cố kỵ chút nào khoe khoang hơn nữa la vân thiên bọn người cũng rất là thức thời cho nó cổ động mấu chốt nhất chính là la vân thiên bọn người dù cho chịu đánh cũng sẽ không hướng sở kiếm thu đâm thọc đương nhiên cũng còn có một cái nguyên nhân đó chính là thôn thiên hổ nuốt lấy những thứ này răng sắt địa ma chuột huyết nhục có thể đối với nó tăng cao tu vi có trợ giúp mặc dù lấy nó bây giờ tu vi một hai đầu răng sắt địa ma chuột đối với nó tác dụng đã không phải là rất lớn nhưng mà không chịu nổi những thứ này răng sắt địa ma chuột đàn chuột số lượng đông đảo. Chương 3067 để lão phu đi thử một chút nó hư thực. Như thế lượng lớn răng sắt địa ma chuột tích lũy năng lượng đối với thôn thiên hồ tác dụng vẫn là rất khách quan. Hơn nữa, bây giờ nó nuốt lấy những thứ này răng sắt địa ma chuột dùng để đề thăng tu vi của nó, ngược lại là tại kỳ thứ trọng yếu nhất thôn thiên hổ là nghĩ tăng cường từ răng sắt địa ma chuột nơi đó kế thừa tới huyết mạch kỹ năng nó nuốt lấy răng sắt địa ma chuột số lượng càng nhiều kế thừa tới huyết mạch kỹ năng thì càng cường đại sau khi nuốt lấy như thế lượng lớn răng sắt địa ma chuột thôn thiên hổ nhục thân lực phòng ngự đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi tình cảnh nó nanh vuốt thậm chí sắc bén đến có thể dễ dàng xuyên thủng bát giai trung phẩm pháp bảo dù cho liền bát giai pháp bảo thượng phẩm, nó đều có thể phá hư, thôn thiên hồ bây giờ chiến lực quả thực là mãnh liệt đến vô biên. Trừ phi là trúc mân, viêm lại dạng này cường giả tuyệt đỉnh, bằng không? Lớn như vậy thông huyền cảnh phía dưới võ giả, chỉ sợ liền nó một móng vuốt đều ngăn cản không nổi. Lúc xuyên qua vực sâu, Sở Kiếm Thu đem thôn thiên hồ kêu lên. Cùng một chỗ hướng về Thanh Dương Tông Di chỉ chỗ sâu tiếp tục xuất phát trong thâm huyên răng sắt địa ma chuột. Đi qua huyền kiếm tông đám người thời gian dài như vậy tiểu sát. Còn thừa răng sắt địa ma chuột số lượng 10 không còn một. Tả Khâu Văn, Trường Tôn Nguyên Bạch, Phong Phi Uyên, La Vân Thiên, Ngô Cốc Nhiên. Đường tinh văn bọn người, dù cho yếu nhất, cũng đã là thiên tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Bọn hắn số đông, cũng đã đột phá đến nửa bước thông huyền cảnh. Trong thâm uyên những cái kia răng sắt địa ma chuột đã rất khó đối bọn hắn tạo thành cái uy hát yêu ta gì, thôn thiên hổ lưu không lưu lại tới. Kỳ thực ý nghĩa không lớn. Vốn là thôn thiên hổ chính là vì tham gia náo nhiệt mới tiếp tục ở lại đây, cùng tả khâu văn. Trường tôn nguyên bạch chờ người cùng một chỗ tiễu sát những cái kia răng sắt địa ma. Chuột huống hồ, trong bọn họ còn có một cái chiến lực cực kỳ cường hãn phong phi uyên. Phong phi uyên bây giờ mặc dù cũng vẫn là nửa bước thông huyền cảnh tu vi nhưng mà tại về mặt chiến lực dù cho cùng mình bạch dịch dạng này tiểu thông huyền cảnh trung. Kỳ cường giả so sánh, đều không thua bao nhiêu, có hắn ở đây tọa chấn lấy. Sở kiếm thu hoàn toàn có thể yên tâm. Đám người vượt qua đầu kia vực sâu sau đó. Tiếp tục hướng về thanh dương tông di chỉ chỗ sâu mà đi, chỉ là dọc theo đường đi. Ngoại trừ một chút mảnh vỡ pháp bảo, cùng với những cái kia ám ma tộc thi thể bên ngoài. Đám người rất khó phát hiện hoàn chỉnh bát giai pháp bảo đoán chừng là những cái kia dễ được bảo vật đã bị trúc uẩn cùng viêm lại bọn người cho một đường quét ngang thanh quang nhìn thấy một màn này đám người không khỏi có mấy phần uể oải nhất là cao hà sương cùng tế sơn khánh hai người trong lòng càng là thất vọng cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng khắp nơi là bảo tình huống chênh lệch quá lớn chỉ có sở kiếm thu dọc theo đường đi vẫn như cũ không kiêng ăn mạn nhìn thấy bất kỳ mảnh vỡ pháp bảo cùng với ám ma tộc thi thể toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Những thứ này mảnh vỡ pháp bảo vừa có thể cấp cho tiểu đồng áo xanh ăn hết. Cũng có thể dùng để chữa trị hỗn độn đến tôn tháp, sở kiếm thu nơi nào cam lòng lãng phí. Mà những cái kia ám ma tộc thi thể, cũng tương tự có thể luyện chế thành thực lực cường đại khôi lỗi. Không thua kém một chút nào một chút bát dai trung phẩm pháp bảo bất quá sở kiếm thu cũng không có trên đường quá nhiều dừng lại dù sao trên đường này đồ tốt đã không nhiều lắm vẫn là sớm một chút đuổi tới chủ phong mới là chính sự càng đến gần chủ phong chỗ uy áp thì càng trầm trọng dù cho lấy đám người thực lực đuổi tới chủ phong thời điểm cũng hao tốn không thiếu thời gian đại gia cẩn thận một chút cái này chủ phong sơn môn cấm chế rất là cường đại không cẩn thận đụng tới mà nói, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ phản vệ. Tế Sơn Đình liếc mắt nhìn chủ phong sơn môn đền thờ, nhắc nhở mọi người nói, để cho lão phu đi thử một chút nó hư thực. Nghe được Tế Sơn Đình lời này, Cao Hà Sương lập tức một ngựa đi đầu, vượt qua đám người ra. Xung Phong nhận việc nói, Tế Sơn Khánh nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi hơi hơi biến thành màu đen. Mẹ nó, lão nhi này thật không biết xấu hổ thế mà cướp lão tử sinh ý. Nhưng như là đã bị Cao Hà Sương giành trước một bước. Tế Sơn Khánh lại không tốt cùng hắn trước mặt mọi người tranh chấp bàn về thực lực tới nói. Hắn cùng Cao Hà Sương vẫn có tranh lệch không nhỏ. Hắn bây giờ chỉ là tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng mà Cao Hà Sương lại là tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi, hắn lại không giống nam. Cùng nhiễm tiết như thế, nắm giữ cực kỳ cường hãn vượt biên giết địch thực lực, tranh lệch một cảnh giới, thực lực sai biệt cũng không phải một chút. Cao Hà Sương vận khởi chân nguyên. Toàn lực một quyền hướng về núi kia bảng số phòng phường đánh tới, theo một quyền này của hắn. Oanh ra, sơn môn đền thờ trước mặt. Lập tức chợt sáng lên một tầng giống như nước gợn sóng màn ánh sáng. Cao Hà Sương một quyền này nện ở tầng này sóng nước trên màn sáng, ầm vang một tiếng. Bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, xem như tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong. Cường giả cao hà xương thực lực vẫn là rất cường đại. Mặc dù hắn đột phá tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong thời gian không dài, nhưng mà hắn tại đoạn thời gian kia huyền kiếm tông, thế nhưng là luyện hóa không ít hoang cổ khí tức, một thân chân nguyên. Đã có gần nửa chuyển hóa làm từ hoang cổ khí tức luyện hóa mà đến chân nguyên. Hắn chân nguyên ngưng luyện trình độ, xa không phải tầm thường tiểu thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao có thể so sánh tại trên thực lực, hắn so với viêm một như thế tiểu thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao. Cường đại không phải một điểm nửa điểm. Nhưng cho dù như thế, cao hà xương một quyền này oanh ra, sóng nước kia trên màn sáng. Chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lực phản chấn, hung hăng đánh vào cao hà xương trên thân. Cao hà xương trực tiếp bị chấn động đến mức bay ra về phía sau hơn 10 dặm, lạch. Cạch một tiếng, giống như như chó chết, rơi trên mặt đất một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra lão tổ nhìn thấy một màn này cao hà lập cao hà oánh tú đám người nhất thời không khỏi cực kỳ hoảng sợ vội vàng chạy tới đem cao hà xương từ dưới đất đỡ dậy lão tổ ngươi không sao chứ cao hà oánh tú mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi khụ khụ không có việc gì không có việc gì cao hà xương có chút thống khổ ho khan hai tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi khoát tay áo nói, bất quá trong miệng hắn mặc dù nói không có việc gì, nhưng mà trên thực tế, bị cấm chế kia lần này phản chấn, hắn quả thực thụ thương không nhẹ. Cao Hà Sương cùng Cao Hà Oánh Tú bọn người trở về trong đám người thời điểm, Sở Kiếm Thu cho hắn một khỏa chữa thương đan dược. Cao Hà Sương ăn vào sau đó, thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại chỉ là qua thời gian mấy hơi thở, thương thế trên người hắn, cũng đã triệt để khỏi hẳn. Cao Hà Sương trong lòng không khỏi một hồi thán phục cái này huyền kiếm tông nội tinh. Thật đúng là thâm bất khả chắc liền hắn loại này tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả. Thương thế, huyền kiếm tông chữa thương đan dược đều có thể nhanh chóng như vậy mà chữa trị. Phải biết tu vi càng cao võ giả một khi thụ thương. Thì càng khó mà chữa trị muốn trị liệu cao dai võ giả thương thế cũng không là bình thường chữa thương đan dược có thể làm được. Tại toàn bộ cao hà trong vương chiếu, căn bản là tìm không thấy một khỏa có thể trị hắn loại này cấp bậc võ giả thương thế chữa. Thương đan dược nhưng mà sở kiếm thu lại là dễ dễ dàng dàng mà cầm đi ra. Xem ra cái này huyền kiếm tông nội tình so với trong mình tưởng tượng. Đều phải thâm hậu nhiều lắm lần này. Càng thêm kiên định cao hà xương đuổi theo huyền kiếm tông tâm niệm. Chương 3068 Cường Hãn Thôn Thiên Hồ. Thôn Thiên Hồ, ngươi đi thử một chút, sợ. Kiếm Thu quay đầu đối với Thôn Thiên Hồ nói, cái này chủ phong sơn môn cấm chế. So với hắn trong tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều. Thậm chí ngay cả Cao Hà Xương đều không thể phá vỡ. Tại chỗ bên trong, muốn nói còn có thể phá vỡ sơn môn này cấm chế người. Cũng chỉ có Thôn Thiên Hồ, là, lão đại, Thôn Thiên Hồ đáp ứng. Nói xong, thôn thiên thân hổ hình nhoáng một cái. Lập tức hóa thành một đầu chiều cao 20 vạn trượng màu trắng cự hổ. Trên thân tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, hung uy ngập trời, nhìn thấy một màn này. Mọi người sắc mặt lập tức không khỏi một hồi kịch biến. Nhất là Cao Hà Sương, lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thôn thiên hổ chính. Thức ra tay, mặc dù nghe nói qua đầu này lão hổ thực lực không tầm thường thế nhưng là không nghĩ tới, đầu này lão hổ thực lực kinh khủng tới mức như thế. Tại đầu này màu trắng cự hổ trước mặt, Cao Hà Sương cảm giác chính mình ngay cả phản kháng cũng không có. Chỉ sợ đối phương chỉ là một móng vuốt vỗ xuống, hắn liền phải thịt nát xương tan. Nam Cung nhiễm tuyết nhìn xem trước mắt đầu này hung uy ngập trời màu trắng cự hổ. Sắc mặt cũng rất là khó coi. Cái này ngu sẩn hổ, thực lực lại có thể đã đã cường đại đến mức độ đáng sợ như vậy. Vốn là nàng đối với chính mình gần đoạn thời gian tu vi tiến triển, còn có mấy phần tiểu đắc ý. Bởi vì lấy nàng trước mắt tốc độ tu luyện, không cần bao lâu, nàng liền có thể chính thức đột phá tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong, đợi nàng tu vi chính thức. Đột phá tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong thời điểm, có lẽ liền có thể cùng đầu này ngu xuẩn hổ đánh một trận. Nhưng là bây giờ cảm nhận được trước mắt đầu này màu trắng cự hổ trên thân tản mát ra uy áp kinh khủng, nam cung nhiễm tiết cảm giác. Dù cho chính mình đột phá đến tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong. Đoán chừng cũng vẫn như cũ không phải đầu này ngu xuẩn hồ đối thủ. Chẳng lẽ mình mãi mãi cũng không cách nào lấy lại danh dự. Nam cung nhiễm tiết trong lòng không khỏi có mấy phần không phục thanh. Dương Tông Di chỉ khu vực hạch tâm trong một sơn cốc. Trúc Mân cùng viêm lại cảm nhận được chủ phong phương hướng truyền đến một cỗ cường đại uy áp lập tức không khỏi ngẩng đầu hướng bên kia nhìn qua, cái này vừa nhìn xuống. Bọn hắn lập tức liền gặp được đầu kia chiều cao 20 vạn trượng màu trắng cự hồ. Đầu này ngu sẩn hồ, xem ra so với lần trước đánh với ngươi một trận thời điểm. Thực lực cường đại không thiếu, Trúc Mân liếc mắt nhìn chủ phong phương hướng đầu kia màu trắng. Cự hồ, quay đầu đối với viêm lại cười nhạt một tiếng nói. Thực lực của nó tăng trưởng không thiếu, nhưng mà chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không phải đang ăn cơm khô. Viêm lại sắc mặt hờ hững nói, nếu là lần nữa cùng nó đánh nhau chính diện. Nó nếu là không có chi kia đại quân phụ trợ, chúng ta dưới sự liên thủ hoàn toàn có nắm chắc đánh giết nó. Khi tiến vào Thanh Dương Tông Di chỉ sau đó, hắn cùng Trúc Uẩn đều được cơ duyên cực lớn. Tại chiến lực điện chân bảo trong cốc, bọn hắn nhận được một loại nào đó chân quý thiên tài địa bảo khiến cho hắn cùng Trúc Uẩn Tu Vi tăng mạnh, bây giờ hai người cũng đã đạt đến nửa bước đại thông huyền cảnh cực hạn. Tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới bích trướng, tấn thăng đến chân chính đại thông huyền cảnh. Đương nhiên, hắn cùng Trúc Uẩn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền như vậy đánh vỡ cảnh giới. Bình cảnh, tấn thăng đại thông huyền cảnh. Thứ nhất là vì tiếp tục ở đây viễn cổ di chỉ trong bí cảnh tiến hành tìm tòi, thứ hai bọn hắn vô cùng rõ ràng võ đạo căn cơ đánh càng là vững chắc về sau đột phá đại thông huyền cảnh thời điểm sức chiến đấu của bọn họ thì càng cường đại hơn nữa tương lai võ đạo chi lộ cũng có thể đi được càng xa mặc dù bọn hắn tại trên cảnh giới tu vi cũng như trước vẫn là tại nửa bước đại thông huyền cảnh nhưng mà trên thực lực đã so với tiến vào viễn cổ di chỉ bí cảnh phía trước tăng lên không chỉ gấp mấy lần quan trọng nhất là, hắn cùng Trúc Uẩn, tại trong Thanh Dương Tông Di Chỉ. Đều được bát giai cực phẩm pháp bảo, mặc dù bọn hắn không cách nào phát huy ra bát giai pháp bảo. Cực phẩm toàn bộ uy lực nhưng cho dù chỉ là phát huy ra trong đó một phần nhỏ. Đều có thể bộc phát ra cực kỳ kinh người uy lực. Hắn nói cùng Trúc Uẩn liên thủ, có nắm chắc đánh giết thôn thiên hồ. Cũng không phải nói một chút mà thôi, công tử, chúng ta muốn đi qua vây giết bọn hắn sao, gió bụi bay nghe được viêm lại lời này lập tức nhìn về phía trúc uẩn hỏi muốn nói trong mọi người ai muốn giết nhất sở kiếm thu cùng huyền kiếm tông bọn ngươi cái này phải kể tới gió bụi bay không còn ai tại dưới tay sở kiếm thu hắn không chỉ có mất hết mặt mũi ăn vô số thiệt thòi lớn còn suýt nữa bị sở kiếm thu đoạn mất hắn tấn thăng thông huyền cảnh chi lộ cũng may đi theo ở trúc uẩn bên người lần này tiến vào thanh dương tông di chỉ sau hắn trung quy là lấy được một chút bảo vật cơ duyên. Để cho hắn cuối cùng đột phá thông huyền cảnh. Nhưng mà hắn đối với sở kiếm thu cừu hận. Lại nửa điểm cũng không có bởi vì hắn đột phá thông huyền cảnh mà có chỗ yếu bớt. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tìm sở kiếm thu tính sổ sách. Báo thù, không vội, trước hết để cho bọn hắn lại sống thêm một đoạn thời gian, bây giờ trọng yếu nhất. Hay là trước đem cái này trong sơn cốc bảo vật cất trúc. Quần khoát tay áo nói, trong sơn cốc này bảo vật nhiều, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn nguyên bản nhìn thấy trong sơn cốc này bảo quang lấp lóe, liền đoán được sơn cốc này hẳn là bảo vật cơ duyên không nhỏ. Sau khi bọn hắn chân chính tiến vào sơn cốc này, trúc quần phát hiện trong sơn cốc này bảo vật nhiều, phẩm giai cao. So với hắn trong tưởng tượng đều còn phong phú hơn nhiều. Ở đây phẩm giai thấp nhất pháp bảo cũng là bát giai trung phẩm bát giai thượng phẩm pháp bảo một nắm lớn, liền bát giai cực phẩm pháp bảo. Đều có không thiếu, thậm chí tại sơn cốc kia trung ương. Còn có một cái nửa bước cửu giai pháp bảo. Như thế đông đảo pháp bảo, để cho trúc quẩn trong lòng lửa nóng vô cùng, dù cho xem như huyền vụ. Phủ đại trưởng lão nhi tử, trúc quẩn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đông đảo bảo. Vật, nhất là nửa bước cửu giai pháp bảo, cái này dù cho đối với phi thăng cảnh đại năng cũng có cực lớn hấp thu lực. Phải biết, cửu dai trở lên pháp bảo, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý. Cho dù là huyền vụ phủ loại này thế lực lớn, trong tông môn cửu dai pháp bảo, đều cực kỳ có hạn, không phải mỗi một tên phi thăng cảnh. Đều có thể dùng nổi đến cửu dai pháp bảo. Rất nhiều phi thăng cảnh cường giả, dùng cũng là nửa bước cửu dai pháp bảo. Thậm chí một chút nghèo một điểm phi thăng cảnh, dùng đều vẫn là bát dai pháp bảo cực phẩm đâu nếu là hắn đem bên trong tòa thung lũng này tất cả pháp bảo nắm bắt tới tay dù cho không lấy được huyền kiếm tông truyền tống trận hắn trở lại huyền vụ phủ cái này thiếu phủ chủ chi vị trên cơ bản có nhiều hơn một nửa khả năng tính chất sẽ bỏ vào trong túi sở dĩ chỉ là một nửa tỷ lệ là bởi vì hắn đối thủ cạnh tranh bên trong có vài tên võ đạo thiên kiêu thật sự là quá mức biến thái cho dù hắn có đầy đủ tài lực cũng chưa chắc có thể mua được tất cả trưởng lão tới ủng hộ hắn nhưng mà một nửa tỷ lệ cái này đã rất lớn nếu là đặt ở đi tới phong nguyên vương triều phía trước hắn có thể thành công cạnh tranh đến thiếu phủ chủ chi vị tỷ lệ đều không đến một thành cái này tiền đề hay là hắn có thể thuận lợi đột phá đại thông huyền cảnh tình huống phía dưới cho nên tại đối mặt bên trong tòa thung lũng này vô số bảo vật thời điểm Chúc Mân lúc này nơi nào còn nhớ được đi quản sở kiếm thu. Hơn nữa, trong mắt hắn xem ra, sở kiếm thu mấy người huyền kiếm tông võ giả. Sớm muộn cũng là người chết, để cho bọn hắn sống lâu mấy ngày, cái kia cũng không quan trọng. Chương 3069 liên thủ công kích. Giống thôn thiên hổ hóa thân thành chiều cao 20 vạn trượng màu trắng cự hổ sau. Một móng vuốt hướng về núi kia gác cổng chế đánh ra, ầm ầm, tại cái này chỉ ngập trời cự trảo đánh ra phía dưới, cả tòa sơn môn, đều bị đập đến phát sinh một hồi rung động dữ dội, răng rác. Cái kia giống như nước gợn sóng sơn môn cấm chế. Càng là tại thôn thiên hồ cái này kinh khủng nhất kích phía dưới, giống như mặt kính đồng dạng. Nứt ra vô số đạo vết sách chỉ là những thứ này vết sách tại trong nháy mắt. Lại cấp tốc hồi phục như lúc ban đầu. Thôn thiên hồ nhìn thấy một màn này, lập tức lại là một tiếng giống to. Hướng về phía núi kia gác cổng chế khởi sướng giống như cuồng phong bạo vũ công kích rầm rầm rầm. Tại cái này cuồng bạo vô cùng công kích từng cỗ vô cùng kinh khủng gợn sóng năng lượng. Hướng về bốn phương tám hướng khoách tán mà ra, lui ra phía sau, sở. Kiếm thu khẽ quát một tiếng, để cho đám người xa xa lui ra. Chỉ là cỗ này tản mát ra gợn sóng năng lượng. Đều đủ để dễ dàng đánh chết tầm thường tiểu thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả, bọn hắn ở phụ cận đây ở lại sớm muộn phải bị cỗ này năng lượng kinh khủng gợn sóng cho ngộ thương giống sở kiếm thu nam cung nhiễm tiết mấy người thực lực cường hãn võ giả ngược lại là không quan trọng bọn hắn mặc dù không phải thôn thiên hồ đối thủ thế nhưng là còn không đến mức bị một chút nho nhỏ công kích dư ba cho chấn thương nhưng mà mão thần cao sông mong tế sơn minh đẳng nhân lại là không chịu đựng nổi khủng bố như thế năng lượng uy thế còn dư thôn thiên hồ như vậy điên cuồng công kích ước chừng duy trì nửa canh giờ thời gian. Thế nhưng là vẫn là cầm núi kia gác cổng chế không thể làm gì. Thôn thiên hổ, tính toán, dừng tay thôi, sợ. Kiếm thu nhìn thấy một màn này, lập tức đối với thôn thiên hổ kêu lên, thôn thiên hổ nghe vậy. Có chút không cam lòng nhìn núi kia gác cổng chế một mắt, cuối cùng vẫn theo lời ngừng tay tới. Sở kiếm thu, nếu không thì, chúng ta liên thủ công kích sơn môn này cấm chế thử xem, theo bản cung nhìn, ngu sẩn hổ công kích, khoảng cách đánh vỡ sơn môn này cấm chế. Cũng kém không có bao nhiêu, nam cung nhiễm tiết lúc này lên tiếng nói, ân, có thể thử xem. Sở kiếm thu nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái nói, sở kiếm thu để cho mão thần. Cao sông mong, tế sơn minh, tế sơn nghị chờ thực lực yếu kém võ giả, xa xa thối lui một bên. Kế tiếp bọn hắn liên thủ nhất kích bộc phát năng lượng uy thế còn dư, sẽ càng khủng bố hơn. Nếu là mão thần, tế sơn minh đẳng nhân bị liên lụy mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt. Liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Mão thần, cao sông mong cùng tế sơn minh đẳng nhân, lập tức không khỏi có mấy phần huệ oải. Bọn hắn nguyên bản bởi vì đột phá thông huyền cảnh. Trong lòng còn có mấy phần vui vẻ, nhưng mà đợi đến chân chính gặp phải cảnh tượng hoành tráng. Thời điểm, bọn hắn lại như cũ vẫn là cản trở vướng víu đợi đến mão thần cao sông mong tế sơn minh đảng nhân xa xa lui ra ngoài sau đó sở kiếm thu nam cung nhiễm tiết thôn thiên hồ công giã nghiên tiểu thanh điểu a vũ cao hà xương cùng tế sơn khánh các cao thủ liên thủ đối với núi kia gác cổng chế khởi sướng vô cùng kinh khủng nhất kích ầm ầm vô cùng cường đại công kích rơi vào trên núi kia gác cổng chế bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang núi kia gác cổng chế thụ cái này kinh khủng nhất kích lập tức giống như sóng biển đồng dạng sinh ra một hồi kịch liệt chập chùng tại trên đó giống như như nước gợn màn ánh sáng đã nứt ra vô số đầu khe nứt to lớn tựa hồ sau một khắc màn sáng này thì sẽ hoàn toàn phá toái đồng dạng nhưng ở một cơn chấn động đi qua cái này sóng nước một dạng cấm chế nhưng lại cấp tốc hồi phục như lúc ban đầu mặc dù đám người liên thủ một kích này uy lực cực kỳ cường đại nhưng mà khoảng cách công phá cái sơn môn này cấm chế vẫn có một điểm tranh lệch đám người nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức không khỏi một hồi bất đắc dĩ tính toán lần này liền đến ở đây thôi sở kiếm thu khoát tay áo nói sở kiếm thu nếu không thì chúng ta thử một lần nữa a à, nói không chừng nhiều hơn nữa công kích mấy lần cấm chế này liền bể nát nam cùng nhiễm tiết nhìn cấm chế kia một mắt có mấy phần không cam lòng nói không được, thử lại cũng là kết quả này, không cần uổng phí sức lực." Sở Kiếm Thu lắc đầu nói, cấm chế này nhất định phải công kích lực đạo. Vượt qua nó cực hạn chịu đựng mới có thể triệt để đem nó cho đánh vỡ, bằng không? Uy lực công kích không đạt được nó cực hạn chịu đựng, công kích số lần nhiều hơn nữa. Cũng là phí công." Lấy Sở Kiếm Thu trận pháp tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra được cái sơn môn này cấm chế hư thực, kỳ thực đây vẫn là cái sơn môn này cấm chế, trải qua vô số năm tháng. Sức mạnh đã trên diện rộng trôi qua, bọn hắn mới có thể đạt đến đòn công kích này hiệu quả. Nếu là ở cái sơn môn này cấm chế thời điểm cực thịnh, lấy thực lực của bọn hắn, tới công kích cái sơn môn này cấm chế, đơn giản chính là đang tìm cái chết sở. Kiếm Thu, ngươi thật chẳng lẽ không có biện pháp khác? Chẳng lẽ chúng ta lần này cứ như vậy tay không mà quay về? nam cung nhiễm tuyết nhìn xem sở kiếm thu rất là không cam lòng nói nàng biết sở kiếm thu tuyệt đối còn có thủ đoạn khác không có thi triển đi ra một khi sở kiếm thu lấy ra cái kia lá bài tẩy mà nói công phá sơn môn này cấm chế hay không thành vấn đề mấu chốt ở chỗ sở kiếm thu có nguyện ý hay không lấy ra lá bài tẩy như vậy mà thôi nam cung nhiễm tuyết ngươi cố chấp như vậy làm gì cái này thanh dương tông di chỉ chủ phong ở đây cũng sẽ không chạy chúng ta lần này công phá không được sơn môn này cấm chế chờ chúng ta thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút lại đến chính là cần phải như thế để tâm vào chuyện vụn vặt sao sở kiếm thu tức giận nói huống hồ cái này thanh dương tông di chỉ lớn như vậy cũng không phải chỉ có một cái chủ phong mới có bảo vật chúng ta trước tiên có thể đến địa phương khác xem đem những địa phương khác bảo vật quét sạch một phen lại nói hắn đích xác có thủ đoạn khác có thể đánh vỡ cái sơn môn này cấm chế chỉ cần hắn để cho kim long phân thân ra tay cùng thôn thiên hổ dưới sự liên thủ công phá cái sơn môn này cấm chế không thành vấn đề nhưng sở kiếm thu lại cũng không muốn làm như vậy vừa tới sở kiếm thu không muốn để cho kim long phân thân tồn tại để cho quá nhiều người biết cái này dù sao cũng là đòn sát thủ của hắn để cho quá nhiều người biết được hắn cái này Kim Long phân thân tồn tại. Cái này nhưng cũng không phải một chuyện tốt. Thứ hai, cái này Thanh Dương Tông Di chỉ bên trong, Trúc Mân cùng Viêm lại bọn người. Tất nhiên còn tại một chỗ ẩn núp, một khi hắn để cho Kim Long phân thân ra tay. Phá vỡ sơn môn này cấm chế, không chắc Trúc Mân cùng Viêm lại liền sẽ nhảy ra. Đối bọn hắn phát động công kích. Bây giờ hắn phần thứ hai hồn, mặc dù cũng càng thêm cường đại, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà chống đỡ được kim long phân thân liên tiếp ra tay một lần suất thủ qua sau hắn kim long phân thân trong thời gian ngắn liền sẽ đánh mất chiến lực không cách nào lại lần ra tay chiến đấu thậm chí ngay cả hắn bản tôn chiến lực cũng sẽ bởi vì thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại loại kia trạng thái dưới nếu như bọn hắn lọt vào trúc mân cùng viêm lại đám người công kích tình huống nhưng là mười phần không ổn lấy sở kiếm thu bản sự, ngược lại là có nắm chắc cam đoan chính mình sống sót. Nhưng mà hắn nhưng không cách nào tại loại kia tình huống phía dưới có thể giữ được những người khác chu toàn. Kết quả sau cùng, hắn Thiên Tân vạn khổ công phá sơn môn này cấm chế. Ngược lại có khả năng sẽ vì người khác làm quần áo cưới, loại này mua bán lỗ vốn. Sở kiếm thu há lại sẽ đi làm. Chương 3070 nguy hiểm sơn cốc nghe được sở kiếm thu lời này nam cung nhiễm tiết cũng không có lại kiên trì nàng cẩn thận suy nghĩ một chút cảm giác sở kiếm thu nói đến cũng đúng cái này thanh dương tông di chỉ ở đây cũng sẽ không chạy bọn hắn sớm một chút đánh vỡ sơn môn này cấm chế cùng trễ một điểm đánh vỡ sơn môn này cấm chế cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu nói không chừng chờ bọn họ thực lực càng thêm cường đại một chút sau đó tìm tòi cái này thanh dương tông chủ phong, cũng càng thêm an toàn một chút, nghĩ như thế. Nam cung nhiễm tuyết cảm giác chính mình vừa rồi, cũng đích xác có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Sở kiếm thu sau khi làm ra quyết định, những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị trên thực tế. Ngoại trừ nam cung nhiễm tuyết dám đối với sở kiếm thu quyết định đưa ra dị nghị. Những người khác cũng căn bản không dám có ý kiến huyền kiếm tông bên này, quen thuộc di sở kiếm thu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong nguyên học cung bên kia, nhưng là lấy nam cung nhiễm tiết cầm đầu, bây giờ liền nam cung. Nhiễm tiết đều không ý kiến, tư không bắc kỳ cùng mình bạch dịch bọn người. Nơi nào còn dám nói cái gì? Đến nỗi Cao Hà Sương cùng Tế Sơn Khánh chờ Cao Hà Vương Triều cùng Tế Sơn Vương Triều bọn. Người thì càng không cần nói, Cao Hà Sương cùng Tế Sơn Khánh bây giờ là liều mạng đều muốn lấy lòng sở kiếm thu bọn hắn làm sao lại phản đối sở kiếm thu quyết định bọn hắn bây giờ trên cơ bản cũng là vô điều kiện ủng hộ sở kiếm thu hết thầy quyết định sở kiếm thu để cho bọn hắn hướng về đông bọn hắn tuyệt đối không dám hướng tây về phần đăng cái này thanh dương tông di chỉ bên trong cơ duyên theo bọn hắn nghĩ cũng không có cùng sở kiếm thu tạo mối quan hệ trọng yếu kế tiếp sở kiếm thu mang theo đám người rời đi thanh dương tông di chỉ chủ phong hướng về địa phương khác đi đến thanh dương tông di chỉ phạm vi cực lớn chỉ là cái này khu vực hạch tâm liền đạt tới phạm vi trăm vạn dặm ngoại trừ chủ phong thanh dương tông di chỉ địa phương khác cũng còn rất nhiều khu vực tất cả mọi người còn không có dò xét qua lần trước đám người tiến vào cái này thanh dương tông di chỉ khu vực nồng cốt thời điểm bởi vì đám người thực lực còn chưa đủ mạnh đối với những cái kia khu vực nguy hiểm tất cả mọi người không dám tùy tiện trải qua nhưng là bây giờ mọi người và lần trước tìm tòi cái này thanh dương tông di chỉ khu vực hạch tâm so sánh thực lực tăng lên đâu chỉ mấy chục lần lần trước tới nơi này thời điểm đám người liền một cái thông huyền cảnh võ giả cũng không có mà bây giờ cho dù là tu vi thấp nhất cũng là tiểu thông huyền cảnh sơ kỳ tu vi đương nhiên cái này không bao gồm sở kiếm thu. Sở kiếm thu thực lực cũng căn bản không thể dùng bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc mặc dù sở. Kiếm thu tu vi hiện tại chỉ có chỉ là nửa bước thiên tôn cảnh. Nhưng mà có nắm chắc chắc thắng hắn. Đoán chừng cũng liền thôn thiên hồ cùng nam cung nhiễm tiết hai người. Những người khác cho dù là cao hà xương dạng này tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Chân chính liều mạng tranh đấu, cuối cùng sống sót nhất định sẽ là sở kiếm thu, sở. Kiếm Thu, nếu không thì chúng ta đi dò xét một chút lần trước ta cùng Thanh Nhi đi qua sơn cốc. Kia, à, rời đi chủ phong sau đó, Công Dã Nghiên hướng Sở Kiếm Thu đề nghị. Lần trước tới Thanh Dương Tông Di chỉ dò xét. Lúc đó Sở Kiếm Thu còn tại cố gắng để cho phần thứ hai hồn cùng Kim Long phân thân dung hợp. Công Dã Nghiên cùng Tiểu Thanh Điểu đã từng rời đi Sở Kiếm Thu. Từng tiến vào Thanh Dương Tông Di chỉ khu vực nồng cốt trong một sơn cốc tại cái kia trong sơn cốc hai người bọn họ còn từng từng chiếm được một kiện bát giai pháp bảo thượng phẩm đương nhiên lần kia hai người bọn họ tiến vào chỉ là sơn cốc kia ngoại vi cũng không có chân chính tiến vào sơn cốc kia khu vực hạch tâm các nàng tại trở về cùng sở kiếm thu tụ hợp sau đó còn từng cùng sở kiếm thu nhắc qua chuyện này chỉ có điều lúc đó thứ nhất là sở kiếm thu cảm giác sơn cốc kia quá mức nguy hiểm lấy bọn hắn ngay lúc đó thực lực tiến vào bên trong hung hiểm quá lớn thứ hai lúc đó phong ca ngăn cản về tới phong nguyên vương triều hắn cũng gấp trở về xử lý chuyện này thế là tại thu lấy kim long phân thân sau đó bọn hắn liền vội vàng rời đi thanh dương tông di chỉ không đi qua sơn cốc kia tiến hành dò xét bây giờ công giã nghiên lần nữa nhắc lên chuyện này sở kiếm thu lập tức cũng nhớ tới sơn cốc kia hảo vậy chúng ta liền đi qua sơn cốc kia xem Sở kiếm thu gật đầu một cái nói, trước đây hắn thì triển động u chi nhãn. Xa xa quan sát qua sơn cốc kia tình huống, bên trong thung lũng kia bảo vật tuy nhiều. Nhưng mà những bảo vật kia lại là tạo thành một cái vô cùng kinh khủng sát trận. Lấy trước đây thực lực của bọn hắn tiến vào sơn cốc kia. Trên cơ bản chính là tự tìm cái chết, nhưng là bây giờ. Thực lực của bọn hắn so với lúc đó tới nói, đã tăng lên mấy chục lần không ngừng là thời điểm đi dò xét một chút sơn cốc kia hư thực. Nếu như có thể nhận được bên trong thung lũng kia bảo vật, bọn hắn sẽ kiếm được đầy bát đầy bàn, dù cho không thể tiến vào thanh dương tông chủ phong. Bọn hắn lần hành động này, cũng là thu hoạch khổng lồ thanh. Dương tông di chỉ, trong sơn cốc. Một đạo lăng lệ vô cùng sát cơ, từ trong sơn cốc bạo phát đi ra, ầm ầm Kinh khủng sát cơ hung hăng đụng vào trúc mân trên thân, cho dù ở tối hậu quan đầu. Chúc Mân dùng bát giai pháp bảo cực phẩm ngăn cản một chút. Đem cỗ này sát cơ đỡ được hơn phân nửa, nhưng mà vẫn có một phần nhỏ. Đánh vào trên người hắn, phốc. Chúc Mân một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trên người phòng ngự pháp bảo bị đạo này sát cơ chém ra. Đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, Chúc Mân liếc mắt nhìn sâu trong sơn cốc. Sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng, qua loa không nghĩ tới sơn cốc này lại là một cái vô cùng kinh khủng sát trận. Mà cái kia từng kiện bát giai pháp bảo, rõ ràng đều là bầy trận trận cơ, trong sơn cốc chỗ sâu. Món kia nửa bước cửu giai pháp bảo, chính là cái này kinh khủng sát trận trận nhãn. Trúc Mân mặc dù học qua trận pháp, nhưng mà hắn đối với cái này đạo cũng không tinh thâm. Đến mức ngay từ đầu, hắn cũng không có nhận ra sơn cốc này. Chính là một cái kinh khủng sát trận tạo thành khi nhìn thấy món kia nửa bước cửu giai pháp bảo, hắn nhất thời dưới sự kích động. Cũng không có bận tâm nhiều như vậy, đích thân trước tiên xông vào. Đều quên để cho người dưới tay đi trước giò đường, đến mức thiếu chút nữa thì mắc lừa. Nếu không phải là lúc trước mình tại những địa phương khác. Lấy được cái này bát giai pháp bảo cực phẩm mà nói. Tại như thế đột phát vội vàng ứng phó phía dưới. Chỉ sợ hắn cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy, rất có thể sẽ ở vừa rồi đạo kia kinh khủng sát cơ phía dưới, trực tiếp bị chém thân tử đạo tiêu. Thụ cái này trầm trọng nhất kích. Trúc Mân không còn dám dễ dàng xông loạn, hắn từ trong sơn cốc lui ra. Quay đầu hướng một bên Phù Bách nói, Phù Bách, người đi vào giò xét một chút bên trong hư thực, Phù. Bách nghe vậy, sắc mặt lập tức không khỏi tái đi. Vừa rồi đạo kia sát cơ chi đáng sợ, hắn cũng chính mắt thấy liền chúc mân dạng này cường giả tuyệt đỉnh đều kém chút chết ở đạo kia sát cơ phía dưới để cho hắn đi vào dò xét đây không phải để cho hắn đi chịu chết sao phù bách trong lòng rất là không cam lòng vốn là hắn mượn nhờ bạch hồng linh quả dược lực thành công đột phá đến thông huyền cảnh tiền đồ còn một mảnh tốt đẹp đâu nói không chừng cố gắng nhịn một đoạn thời gian chính mình liền có thể trở thành chính thức huyền vụ phủ đệ tử hơn nữa lấy hắn bây giờ thông huyền cảnh tu vi dù cho rời đi huyền vụ phủ cũng có thể sống được rất tiêu dao lần này tiến vào thanh dương tông di chỉ kỳ thực phù bách trong lòng là rất không muốn hắn biết rõ trúc mân làm người liền sợ hắn lấy chính mình làm bia đỡ đạn đi dò đường nhưng mà tại uy hát yêu ta trúc mân hắn nhưng lại không dám không theo mà bây giờ quả nhiên không ra hắn sở liệu tại lúc gặp phải thời điểm Chúc Mân quả nhiên xuống tay với hắn. Chương 3071 nguy hiểm sơn cốc. Phù Bách liếc mắt nhìn sâu trong sơn cốc, trong lúc nhất thời Trần trừ không tiến, hắn biết rõ. Lấy thực lực của hắn, thật muốn đi vào dò xét mà nói, rất có thể thập tử vô sinh. Phù Bách người biết sao, không nghe thấy lời của bổn công tử? Chúc Mân nhìn thấy Phù Bách không hề động thân, ánh mắt lập tức không khỏi lạnh lùng. Lạnh giọng nói, là công tử, Phù Bách tuân mệnh." Nghe được Trúc Mân cái này tràn ngập dùng mình mà nói, Phù Bách trong lòng không khỏi run lên. Hắn hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, nếu như hắn dám làm trái Trúc Mân mệnh lệnh. Đoán chừng sẽ chết thảm hại hơn. Không bằng lên sơn cốc bên trong đi sông vào một lần. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống, Phù Bách cắn răng. Cất bước hướng về trong sơn cốc đi tới, Trúc Mân thấy thế, sắc mặt lúc này mới hơi trì hoãn. Phù Bách cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong sơn cốc đi đến. Căn cứ vào phía trước Trúc Mân giáo huấn. Hắn tránh khỏi bên ngoài thung lũng đệ nhất trọng sát trận thành công tiến nhập sơn cốc. Hắn mặc dù không phải phù trận sư, nhưng mà tại trên trận pháp nhất đạo. Nhưng vẫn là có nhất định tạo nghệ tại bước vào sơn cốc một khắc này. Phù bách trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, Trúc Mân nhìn thấy một màn này. Trên mặt cũng là hiện lên một vòng thần sắc hài lòng phù bách sau khi vào thung lũng cẩn thận quan sát một phen trong sơn cốc khí thế lưu truyền lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước chỉ là một lần vận khí tốt của hắn tự hồ dùng hết một bước này bước ra trong sơn cốc lập tức ông một tiếng một cỗ kinh khủng sát cơ bạo phát đi ra cỗ này kinh khủng sát cơ hướng thẳng đến phù bách đánh tới phù bách thấy thế trong lòng lập tức không khỏi hoảng hốt hắn vội vàng ra sức chém ra một kiếm ý đồ dùng cái này để ngăn cản cỗ này sát cơ đổi được bảo toàn tánh mạng cơ hội chỉ là cỗ này sát cơ quá mức đáng sợ mà phù bách thực lực lại xa xa không thể cùng trúc mân như thế cường giả so sánh lấy trúc mân thực lực tại bất ngờ không đề phòng chịu một kích như vậy còn kém chút bị oanh giết huống chi phù bách oanh một tiếng cổ sát cơ kia đụng vào phù bách trên thân cơ thể của phù bách chợt cứng đờ sau một khắc hắn toàn bộ thân thể liền hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh nhìn thấy một màn này đỉnh núi treo phong phi trần bọn người trong lòng lập tức không khỏi phát lạnh nhất là phong phi trần lúc này càng là có mấy phần thọ tử hồ bi cảm giác trước đây hắn cùng viêm hy phù bách sáu người từ viêm nham vương triều đi tới phong nguyên vương triều bây giờ trong sáu người chỉ còn lại hắn người cuối cùng phong nguyên vương triều cùng cái này viễn cổ di chỉ bí cảnh giống như một cái cắn người cự thú đem tất cả người tới nơi này đều từng cái thôn phệ hết phong phi trần lúc này bỗng nhiên cảm giác có lẽ trước đây hắn cùng viêm hy từ viêm nham vương triều trở về phong nguyên vương triều cũng không phải một cái lựa chọn chính xác nếu như trước đây bọn hắn không đi tới phong nguyên vương triều mà nói mặc dù bọn hắn tu hành tốc độ sẽ chậm một chút có lẽ đến nay bọn hắn đều chỉ là tại thiên tôn cảnh đình phong tu vi. Liền nửa bước thông huyền cảnh võ giả đều không phải là. Thì càng không cần phải nói đột phá thông huyền cảnh. Nhưng mà ít nhất bọn hắn sáu người hẳn là đều có thể sống, nhưng kể từ bọn hắn đi tới phong. Nguyên vương chiều sau đó, bọn hắn từng cái liền bắt đầu vẫn lạc từ viêm phương, nhận gợn. Lại đến viêm hy, phù bách, bây giờ cả đám đều bị chết không còn một mảnh phong phi trần trong lòng không khỏi ẩn ẩn bay lên tới thấy lạnh cả người chúc mân thủ đoạn so với viêm hy ác hơn lúc trước hắn đi theo viêm hy viêm hy ít nhất sẽ không để cho hắn đi chịu chết nhưng mà ở trong mắt chúc mân bọn hắn những người theo đuổi này tính mệnh đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng mặc dù phía trước chúc mân hướng hắn nói qua chờ trở lại huyền vụ phủ sau đó sẽ cho hắn tranh thủ một cái huyền vụ phủ đệ tử chính thức thân phận lúc trước Phong Phi Trần đối với việc này còn rất là chờ đợi, nhưng là bây giờ. Hắn lại là chỉ muốn cách trúc mân càng xa càng tốt. Lấy trúc mân thủ đoạn chi tàn nhẫn, không chừng sau một khác. Đem hắn coi như dò đường pháo hôi, cái gì huyền vụ phủ đệ tử thân phận. Cuối cùng vẫn là không bằng tự thân tính mệnh trọng yếu. Nhưng tiếc là hiện tại hắn đã lên trúc mân thuyền hải tặc đi lên dễ dàng, muốn tiếp. Vậy coi như khó khăn, Phong Phi Trần có thể chắc chắn nếu như hắn dám can đảm toát ra muốn rời khỏi Trúc Mân tâm tư, Trúc Mân có chín thành xác suất Sẽ một cái tát tiêu diệt hắn. Bây giờ, hắn đã là đâm lao phải theo lao trạng thái, Trúc Mân nhìn sơn cốc kia một mắt. Lại quay đầu nhìn về phía viêm lại bên người một cái thị vệ, viêm hai. Người đi dò xét một chút, tên kia gọi là viêm hai thị vệ nghe vậy. Sắc mặt lập tức không khỏi trở nên trắng bạch. Sơn cốc này nguy hiểm, vừa rồi đã là rõ như ban ngày, đi vào giò đường người. Trên cơ bản không có cái gì kết cục tốt, viêm hai nuốt nước miếng một cái. Quay đầu nhìn về phía viêm lại, có chút cầu viện mà kêu một tiếng, điện hạ. Hắn thật sự không muốn đi sơn cốc kia dò đường, hắn chỉ hy vọng. Viêm lại có thể xem ở hắn nhiều năm đuổi theo phân thượng. Có thể vì hắn mở miệng cầu tình, dù sao, hắn là viêm lại thị vệ, mà không phải chúc mân thị vệ nếu như viêm lại mở lời, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt Trúc Mân yêu cầu, chỉ là. Viêm hai cuối cùng vẫn thất vọng, nhìn thấy hắn ánh mắt nhìn tới. Viêm lại chỉ là từ tốn nói âm thanh, đi thôi, nếu. Là đối mặt tình huống khác, viêm lại có lẽ sẽ mở lời đem hắn cho bảo vệ tới. Viêm hai thực lực mặc dù không gì đáng nói. Nhưng mà dù sao cũng là một cái tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả tại dưới tay của hắn. Vẫn có một ít chỗ dùng nhưng mà đối mặt trong sơn cốc này, cái kia vô số bảo vật thời điểm. Viêm hai chỉ là một cái tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả tính mệnh. Căn bản liền không đáng giá nhắc lên, nếu là có thể đem cái này trong sơn cốc bảo vật lấy xuống. Hắn muốn cái dạng gì thị vệ không có. Chỉ là một kiện bát giai pháp bảo thượng phẩm. Cũng không biết có thể đổi lấy bao nhiêu tên giống viêm hai dạng này tiểu thông huyền cảnh đỉnh. Phong thị vệ. Ở chợ đen, một kiện bát giai pháp bảo thượng phẩm. Đừng nói là tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong võ giả, cho dù là đại thông huyền cảnh nô lệ. Đều như thế tùy thời có thể mua lại, Viêm Hai nghe nói như thế. Trong mắt lập tức không khỏi lộ ra thần sắc tuyệt vọng. "Là, điện hạ." Viêm Hai hít một hơi thật sâu, cuối cùng quay đầu nhìn về trong sơn cốc đi đến, đối mặt trúc mân cùng Viêm lại hai tên nửa bước. Đại thông huyền cảnh cường giả tuyệt đỉnh, hắn căn bản cũng không dám có chạy trốn tâm tư trong tiến vào sơn cốc giò đường, còn vẫn có một chút hy vọng sống. Nếu là dám can đảm chạy trốn, hắn sẽ chết thảm hại hơn, viêm hai dọc theo phù bách lội qua lộ. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc bên trong. Có phù bách phía trước giò đường kinh nghiệm, viêm nhị tiến vào sơn cốc ngoại vi. Ngược lại là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, viêm hai không hổ cũng là tiểu thông huyền. Cảnh đỉnh phong võ giả, hắn so với Phù Bách xông vào khoảng cách nhưng xa không thiếu. Khi hắn phát động trong sơn cốc một chút sát cơ, lấy thực lực của hắn. Ngược lại là cũng có thể đỡ được nhiều lần, hắn tiếp xúc phát những cái kia sát cơ. Đều xa xa không thể cùng phía trước trúc quần tiếp xúc phát sát cơ so sánh. Trúc Mân nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng, hắn để cho. Phù Bách viêm hai những người này tiến hành dò đường chính là vì cha rõ ràng sơn cốc này sát trận hư thực để nghĩ biện pháp tới tiến hành phá giải. Trường 3072 gặp nhau. Chúc Mân trận pháp tạo nghệ, mặc dù không cao lắm sâu. Để cho hắn trực tiếp nhìn ra cái sát trận này sơ hở, cũng không phải rất thực tế. Nhưng mà thông qua để cho người dưới tay tiến hành dò đường. Phát động cái sát trận này bên trong sát cơ. Hắn lại là có thể thông qua cái sát trận này lúc bộc phát một chút khí thế vận truyền, đến xem ra trong cái sát trận này một chút hư thực từ đó nghĩ ra phương pháp phá giải từ viêm hai vừa rồi phát động mấy lần kia sát cơ hắn đã thấy rõ ràng trong sát trận này một ít môn đạo chỉ cần viêm hai xâm nhập thêm một chút lại phát động mấy lần cái sát trận này vận chuyển hắn có lẽ liền có thể nhìn ra cái sát trận này chỗ sơ hở chỉ là ngay tại trên mặt trúc mân vừa mới lộ ra mấy phần vui mừng thời điểm bỗng nhiên trong sơn cốc ầm vang một tiếng, lại là một cỗ đáng sợ sát cơ bạo phát đi ra. Mà Viêm Hai cuối cùng không thể sẽ ở lần này sát cơ bộc phát phía dưới sống sót. Bị cái kia cỗ đáng sợ sát cơ cho trong nháy mắt đánh thành bột mịn, Trúc Mân nhìn thấy một màn. Này, ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống, tên phế vật này. Nếu là Viêm Hai có thể lại kiên trì nhiều một ít thời gian, hắn cũng có thể nhìn ra được sơn cốc này sát trận càng nhiều hư thực tới. Lấy hiện tại hắn đoán ra sơ hở, hắn chỉ có thể cưỡng ép phá giải cái sát trận này ngoại vi bộ. Phận nhiều lắm là chỉ có thể thu được những cái kia bát giai thượng phẩm pháp bảo cùng với một chút bát giai pháp bảo cực phẩm, đối với trong sơn cốc món kia nửa bước cửu giai pháp bảo. Trên cơ bản cũng không cần suy nghĩ. Món kia nửa bước cửu giai pháp bảo là cái sát trận này trận nhãn. Trừ phi hắn đem toàn bộ sát trận hoàn toàn phá giải hết bằng không muốn nghĩ được đến món kia nửa bước cửu giai pháp bảo. Trên cơ bản là một kiện chuyện không thể nào. Đang lúc trúc mân muốn lần nữa điều động thủ hạ đi vào dò xét, lúc này hắn bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về bên ngoài sơn cốc nhìn lại, cái này vừa. Nhìn một cái, trúc mân con mắt lập tức liền híp lại. Chỉ thấy tại sơn cốc cốc khẩu phương hướng, một đám người đang từ bên ngoài sơn cốc đi đến, tại Thanh Dương Tông Di chỉ khu vực Hạch Tâm. Thiên địa uy áp nặng nề vô cùng, nhất là càng đến gần chủ phong chỗ, uy áp thì càng trầm trọng. Chỗ này sơn cốc khoảng cách chủ phong vị trí, nhiều lắm là chỉ có 11-12 vạn dặm khoảng cách thiên địa uy áp. Là phi thường trầm trọng, mà bởi vì chịu đến phiến thiên địa này trầm trọng uy áp ảnh hưởng, võ giả vô luận là cảm giác. Vẫn là thần niệm ngoại phóng, đều chịu đến cực kỳ nghiêm trọng áp chế lại thêm chúc mân bọn người phía trước tất cả lực chú ý đều đặt ở sơn cốc cho nên thẳng đến người tới đi tới sơn cốc cốc hầu thời điểm hắn lúc này mới phát giác sở kiếm thu bọn người sau khi vào thung lũng nhìn thấy chúc mân bọn người trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn thanh dương tông di chỉ phạm vi cực lớn bọn hắn cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải chúc mân viêm lại bọn người thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đi vào, ha ha. Bản công tử còn không có đi tìm các ngươi thì sao? Các ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa chịu chết chúc. Mân quét đám người một mắt trong ánh mắt lộ ra mấy phần nguy hiểm thần sắc. Những người đến này vừa vặn, hắn đang lo cũng không đủ nhân thủ. Tới dò xét trong sơn cốc này sát trận đâu, nha, đây không phải hôm đó bị hổ ra đánh chạy chối chết hai tay phía dưới bại tướng sao thôn thiên hổ nghe được trúc mân lời này lập tức không khỏi bật cười một tiếng nó bước nhàn nhã bước chân chậm rãi hướng trúc mân bọn người đi tới liền các ngươi hai cái này chỉ có thể chạy trốn đổ bỏ đi đặt cái này nói dọa hù dọa ai đây thôn thiên hổ nghiêng viên kiêng ngốc manh khả ái đầu to lấy thái độ bề trên lườm trúc mân cùng viêm lại một mắt rất là coi thường nói uy, hai người các ngươi phế vật nhanh chóng cho hổ ra đem trong sơn cốc bảo vật lấy ra. Cho hổ ra hai tay đưa lên, nếu là đem hổ ra dỗ cao hứng. Hổ ra có thể cân nhắc tạm thời thả các ngươi một ngựa thôn. Thiên hổ chớp chớp cái cầm, đối với Trúc Mân cùng Viêm lại nói. Trúc Mân cùng Viêm lại nghe nói như thế. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống, ngày đó bọn hắn truy kích sở kiếm thu cùng đầu này ngu xuẩn hồ đã trúng huyền kiếm tông mai phục bị đánh chật vật ma chạy. Cái này bị bọn hắn coi là vô cùng nhục nhã. Bây giờ đầu này ngu xuẩn hổ thế mà trước mặt nhiều người như vậy. Trước mặt mọi người bóc vết sẹo của bọn họ lấy chúc mân cùng viêm lại trong lòng cao ngạo. Nơi nào nhịn được bực này vũ nhục ngu xuẩn hổ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Chúc mân ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào thôn thiên hổ, lạnh giọng nói, mẹ. Nó, ngươi tên ngu sẩn này, thế mà còn dám đối với hổ ra nói dọa, xem ra. Ngươi là tốt quên vết sẹo đau, thôn Thiên Hổ Trừng Trúc Mân một mắt, giọng ồm ồm mà nói. Ngu sẩn hổ, cho lão tử chết đi, chúc. Mân cũng lại không nhịn được, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát lên, trường kiếm trong tay vung. Lên, một kiếm hướng thôn Thiên Hổ bổ tới, tại Trúc Mân động thủ đồng thời. Viêm lại cũng ra tay rồi. Hai đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang hướng về thôn thiên hồ bổ tới, ầm ầm một tiếng nổ rung trời, cuồng bạo vô cùng dư âm năng lượng. nhấc lên một hồi kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng khoách tán mà đi, cũng may phiến thiên địa này uy áp trầm trọng. Không gian củng cố, mặc dù Trúc Mân cùng viêm lại ra tay uy lực cực lớn, công kích dư âm khoách tán phạm vi. Rất là có hạn, bằng không, hai người lần này ra tay, chỉ là cái này năng lượng uy thế còn dư cũng đủ để trọng thương gió bụi bay. Phong ý mấy người vừa mới đột phá tiểu thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả. Thôn Thiên Hổ chịu hai người lần công kích này. Trong nháy mắt bị đánh cho hồ đồ, hắn nguyên lai tưởng rằng mình tại đột phá tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ sau, đối phó trúc mân cùng Viêm lại hai người là dễ như trở bàn tay. Dù sao trước đây nó vẫn là tiểu thông huyền cảnh trung kỳ tu vi. Thực lực liền đã cùng Viêm lại tương xứng, bây giờ nó đột phá nhất trọng tu vi. Thực lực so với lúc trước cùng Viêm lại trận chiến kia tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Đánh hai người này nên không thành vấn đề. Nhưng nó lại không nghĩ rằng, Trúc Mân cùng Viêm lại thực lực thế mà cũng tăng lên nhiều như vậy. Kỳ thực, Trúc Mân cùng Viêm lại hai người thực lực đề thăng vẫn còn là tại kỳ thứ. Mấu chốt nhất chính là trong tay hai người cầm lại là bát giai pháp bảo cực phẩm. Này đối thôn thiên hồ tới nói, mới là điểm chết người là trước đây nó cùng viêm lại một trận chiến viêm lại sử dụng chẳng qua là bát giai trung phẩm pháp bảo mà thôi uy lực cùng viêm lại bây giờ trong tay cầm bát giai pháp bảo cực phẩm căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói mặc dù lấy trúc mân cùng viêm lại tu vi còn không cách nào phát huy ra bát giai pháp bảo cực phẩm chân chính uy lực nhưng cho dù chỉ là thôi động trong đó uy lực một bộ phận cũng đã đủ để đối với thôn thiên hình hổ thành to lớn vô cùng uy hát iota dù là thôn thiên hồ tại nuốt vô số răng sắt địa ma chuột nhục thân lực phòng ngự đã vô cùng cường hãn nhưng bị trúc mân cùng viêm lại thôi động bát giai pháp bảo cực phẩm bổ ra cái này hai kiếm cũng vẫn như cũ bị chặt ra hai đạo vô cùng kinh khủng vết máu sở kiếm thu nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức thì thay đổi nam cùng nhiễm tiết, người mang theo đại gia rút lui trước, sở. Kiếm thu sắc mặt nghiêm túc mà đối với nam cung nhiễm tiết nói. Vốn là tại ngay từ đầu nhìn thấy Trúc Mân cùng viêm lại hai người thời điểm. Sở kiếm thu còn không phải quá mức để ý, mặc dù bây giờ không có thần tiễn quân phụ trợ. Nhưng mà thôn thiên hổ cùng thực lực của hắn cũng đã xưa đâu bằng nay. Chưa hẳn chỉ sợ Trúc Mân cùng viêm lại hai người. Chương 3073 liền hai người bọn họ phế vật cũng nghĩ giết ta. Nhưng ở nhìn thấy Trúc Mân cùng Viêm lại bổ ra cái này hai kiếm uy lực sau, Sở Kiếm Thu liền biết mình có chút khinh thường đối phương, trong đoạn thời gian này. Không chỉ mình thôn Thiên Hồ cùng hắn đang tiến bộ, đối phương cũng tương tự đang tiến bộ. Tại Thanh Dương Tông Di chỉ trong khoảng thời gian này, Trúc Mân cùng Viêm lại rõ ràng lấy được không ít cơ duyên không chỉ mình bọn hắn tự thân thực lực đại trướng nhất là bọn hắn thế mà thu được bát giai pháp bảo cực phẩm cao cấp như thế binh khí ỉ vào cao cấp như thế pháp bảo chỉ là chúc mân cùng viêm lại bất kỳ người nào đều đủ để cùng thôn thiên hổ phân cao thấp mà hai người dưới sự liên thủ thôn thiên hổ liền có chút không đáng chú ý cho nên tại nhìn thấy một màn này thời điểm sở kiếm thu quyết định thật nhanh lập tức để cho Nam Cung Nhiễm Tuyết mang theo đám người rút lui. Lấy bọn hắn bên này thực lực tại không có thần tiễn quân phụ trợ phía dưới. Tạm thời còn không cách nào cùng cầm trong tay bát giai pháp bảo cực phẩm trúc mân. Viêm lại hai người chống lại, Sở Kiếm Thu, chúng ta rút lui. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nam Cung Nhiễm Tuyết nhìn xem Sở Kiếm Thu hỏi. Nàng từ Sở Kiếm Thu trong lời nói mới rồi. Rõ ràng cũng nghe ra Sở Kiếm Thu ý tứ, Sở Kiếm Thu là để cho nàng mang theo đám người rút lui. Trước mà hắn cùng thôn Thiên Hồ, có vẻ như cũng không có rút lui ý tứ cái. Này còn cần hỏi sao, ta đương nhiên là lưu lại đoạn hậu. Sở Kiếm Thu tức giận nói, chờ nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng rút lui nam. Cùng Nhiễm Tuyết nghe nói như thế, lập tức không khỏi một hồi tức giận. Hỗn đản này, lại dám mệnh lệnh chính mình hắn cái này khu khu phong nguyên học cung ngoại môn đệ tử lại dám đối với chính mình cái này đường đường phong nguyên học cung cung chủ hạ mệnh lệnh thực sự là lẽ nào lại như vậy chỉ là trước mắt loại tình huống này tương đối nguy cấp tạm thời trước tiên không cùng hỗn đản này đồng dạng tính toán về sau lại cùng hắn chậm rãi tính toán bút chướng này sở kiếm thu người thật ứng phó được bọn hắn người cũng đừng khinh thường đừng đem tính mạng của mình ném ở nơi này nam cùng nhiễm tiết hít một hơi thật sâu đè xuống trong lòng tức giận nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem sở kiếm thu nghiêm túc hỏi nam cùng nhiễm tiết người nghĩ gì thế liền hai người bọn họ phế vật cũng nghĩ giết ta sở kiếm thu lườm nàng một mắt giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng một mặt ghét bỏ mà nói ta để các ngươi rút lui trước chính là không muốn để cho các ngươi ở đây kéo ta chân sau ta thật buông tay buông chân cùng bọn hắn toàn lực một trận chiến. các ngươi ở đây vướng chân vướng tay ta đều không thoải mái chân tay được nam. cùng nhiễm tiết bị hắn ánh mắt này thấy kém chút tức nổ phổi hỗn đản này. người ánh mắt này ý gì đâu? chỉ là không đợi nam cung nhiễm tiết phát tác một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang. chợt hướng bên này bổ tới muốn đi nằm mơ giữa ban ngày chốc. Mân rét căm căm âm thanh truyền tới, hôm nay, các ngươi một cái đều không chạy được. Sở kiếm thu mặc dù tại cùng nam cung nhiễm tiết nói chuyện. Nhưng mà lực chú ý lại toàn bộ đều tại phía bên kia, chúc mân một kiếm này bổ tới. Sở kiếm thu trước tiên làm ra phản ứng, tay hắn vung lên, một bộ chiều cao vạn trượng khôi lỗi. Xuất hiện trước người, cỗ này chiều cao vạn trượng khôi lỗi. Trong tay cầm một mặt mấy ngàn trượng chi cự màu đen cự thuẫn trong tay cự thuẫn tại trước mặt một lập. Đỡ được Trúc Mân cái này lăng lệ vô cùng nhất kiếm, ầm ầm một tiếng nổ rung trời. Trúc Mân uy lực này cực lớn một kiếm, hung hăng bổ vào mặt này cự thuẫn phía trên. Bộc phát ra một hồi vô cùng kinh khủng gợn sóng năng lượng, Trúc Mân vốn dĩ một kiếm này phía. Dưới, sẽ đem mặt này cự thuẫn cùng cỗ này khôi lỗi, cùng một chỗ bổ đến nát bấy. Nhưng khi hắn một kiếm này sau khi rơi xuống lại phát hiện chỉ là đem cỗ này khôi lỗi chấn động đến mức hướng phía sau ra khỏi mấy chục. Trượng mà cỗ kia khôi lỗi trong tay cầm cự thuẫn, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Trúc Mân nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi lộ ra thêm vài phần thần sắc kinh dị, có. Thể chống đỡ được hắn thôi phát bát giai pháp bảo cực phẩm bổ ra một kiếm, xem ra. Mặt này cự thuẫn lai lịch không nhỏ. Ít nhất tại phẩm giai đi lên nói sẽ không thấp hơn trong tay hắn cái này bát giai pháp bảo cực phẩm, bất quá. Cái này cũng vừa vặn sở kiếm thu bảo vật trong tay càng nhiều. Hắn đánh giết sở kiếm thu sau đó, thu hoạch cũng càng lớn. Trúc Mân hơi dừng lại sau đó, cầm trong tay bát giai cực phẩm trường kiếm pháp bảo, lại hướng sở kiếm thu giết tới đây. Một bên khác, thôn Thiên Hổ nhìn thấy một màn này, muốn tới cứu viện nhưng mà nó bị viêm lại kiềm chế lại, trong thời gian ngắn, căn bản không thoát thân được. Trong lòng chỉ có thể lo lắng xuông. Sở kiếm thu nhìn thấy Trúc Mân sát tướng tới, vung tay lên. Lại là mấy cỗ chiều cao vạn trượng khôi lỗi xuất hiện trước người, trước trước sau sau. Sở kiếm thu hết thảy lấy ra 10 bộ loại này từ nửa bước thông huyền cảnh ám ma tộc thi thể. Luyện chế mà thành khôi lỗi. Nửa bước thông huyền cảnh ám ma tộc thi thể, vốn là lực phòng ngự liền kiên cố vô cùng. Huống chi, những khôi lỗi này, mỗi một bộ, đều bị sở kiếm thu dùng số lớn hoang cổ khí tức luyện chế qua. Lực phòng ngự càng là nhận được tăng lên cực lớn. Mười bộ khôi lỗi dưới sự liên thủ. Cho dù là trúc mân như thế nửa bước đại thông huyền cảnh cường già tuyệt đỉnh. Cầm trong tay bát giai pháp bảo cực phẩm. Trong thời gian ngắn đều công không phá được cái này mười bộ khôi lỗi liên thủ tạo thành. Chiến trận kỳ thực mấu chốt nhất vẫn là trước hết nhất cỗ kia khôi lỗi trong tay cầm hắc lân ma lá chắn. Chặn lại chúc mân lăng lệ công kích. Mặt này hắc lân ma lá chắn vốn chính là nửa bức cửu dai ma khí. Mặc dù phía trên khắc dấu ma văn bị hỗn độn đến tôn tháp cho xóa đi, sức mạnh bên trong. Cũng bị hỗn độn đến tôn tháp hoàn toàn rút ra, uy lực đã đại giảm. Nhưng cho dù chỉ là còn lại một khối cục sát, chỉ là mặt này hắc lân ma lá chắn chất liệu bản thân liền nắm giữ cực kỳ cường đại lực phòng ngự, lấy chúc mân thực lực dù cho cầm trong tay bát giai pháp bảo cực phẩm, muốn đối với mặt này hắc lân ma lá chắn tạo thành hư hao. hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào. nam cung nhiễm tuyết nhìn thấy một màn này, lập tức liền an tâm tới cái này khôi lỗi uy lực nàng đã từng tự mình lãnh hội qua. mặc dù những khôi lỗi này chiến lực không ra thế nào, nhưng mà lực phòng ngự thật sự vô cùng kinh người mười bộ khôi lỗi kết thành chiến trận dưới sự liên thủ lại có mặt kia kiên cố vô cùng màu đen cự thuẫn gia trì sở kiếm thu dù cho không địch lại tự vệ hẳn là không có vấn đề gì mà các nàng nếu như tiếp tục ở nơi này ở lại thật có khả năng là cho sở kiếm thu cản trở loại này cấp bậc chiến đấu cho dù là nàng nam cung nhiễm tuyết đều căn bản nhúng tay không vào trong thì càng không cần phải nói những người khác rút lui nam cung nhiễm tiết đối với đám người quát lên đám người cũng biết lúc này lưu tại nơi này tác dụng không lớn thậm chí còn có thể trở thành sở kiếm thu vướng víu lập tức cũng không dám chậm trễ bọn hắn liếc mắt nhìn trong sơn cốc tình huống phía dưới sau đó liền đi theo nam cung nhiễm tiết sau lưng cấp tốc rút lui nam cung nhiễm tiết ngươi mang theo đại gia trực tiếp trở về nam châu không cần tại trong thanh dương tông di chỉ này dừng lại nam cung nhiễm tiết mang theo đám người rút lui thời điểm bên tai lại truyền tới sở kiếm thu âm thanh nam cung nhiễm tiết nghe nói như thế sắc mặt lập tức không khỏi ngưng lại nàng quay đầu nhìn trong sơn cốc sở kiếm thu một mắt trong ánh mắt lóe lên vẻ buồn bà xem ra tình huống cũng không giống như như chính mình tưởng tượng bên trong lạc quan như vậy nếu như sở kiếm thu thật có chắc chắn ngăn chờ trúc mân mà nói sẽ không làm ra loại này để cho bọn hắn trực tiếp rời đi Thanh Dương Tông Di chỉ quyết định. Chương 3074 Sơn Cốc Kịch Chiến Đi cuối cùng, Nam Cung nhiễm tuyết không do dự. Mà là thần sắc kiên định nói với mọi người, bây giờ, nàng khu vực an toàn lấy đám người rời đi. Mới đúng sở kiếm thu trợ giúp lớn nhất. Bằng không, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này mà nói. Chỉ có thể trở thành sở kiếm thu vướng víu khiến cho sở kiếm thu không cách nào yên tâm chiến đấu. Mặc dù trong nội tâm nàng đối với sở kiếm thu rất là lo lắng. Nhưng lại cũng không có ngu xuẩn đến đi làm ra loại kia làm trở ngại chứ không giúp gì quyết. Định, nhìn thấy nam cung nhiễm tiết mang theo đám người rời đi. Đoàn người thân ảnh dần dần biến mất ở phía xa. Sở kiếm thu trong lòng lúc này mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nói thật nam cung nhiễm tiết bọn người ở tại bên cạnh hắn trong lòng có kiên kỵ tình huống phía dưới thật đúng là không cách nào toàn tâm toàn ý đi cùng Trúc mân toàn lực một trận chiến bởi vì lấy Trúc mân thực lực một khi đột phá hắn phòng ngự rất có thể liền sẽ lợi dụng nam cung nhiễm tiết bọn người uy hát yota hắn chúc mân thực lực hôm nay lại thêm cầm trong tay bát giai pháp bảo cực phẩm bàn về sức uy hát yota đã không chút nào tại huyết thần điện cái kia huyết đồng quái vật phía dưới trong tình huống không có thần tiễn quân chờ đại quân áp trận. Dù cho lấy Nam Cung nhiễm tiết thực lực gia nhập vào trong trận chiến đấu này, đều là vô cùng chuyện nguy hiểm thì càng không cần phải nói những người khác. Cũng tốt tại hắn gần nhất thực lực đại trướng, hơn nữa còn dùng nửa bước thông huyền cảnh ám ma tộc thi thể. Luyện chế được mười mấy cỗ thực lực cường đại khôi lỗi, bằng không. Hôm nay gặp phải Trúc Mân cùng viêm lại hai người tình cảnh còn quả nhiên là nguy hiểm tới cực điểm. Trúc Mân nhìn thấy Nam Cung nhiễm tiết mấy người huyền kiếm tông đám người từ từ đi xa. Ánh mắt không khỏi có mấy phần âm trầm. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, toàn lực chém ra một kiếm, lăng lệ vô cùng kiếm quang. Hướng về cái kia mười bộ khôi lỗi. Muốn phá vỡ những khôi lỗi này hình thành chiến trận, sở kiếm thu nhìn thấy một màn này. Tâm niệm khẽ động, điều khiển chiến trận biến ảo cỗ kia cầm trong tay hắc lân ma lá chắn khôi lỗi, lập tức chắn phía trước nhất Tiếp nhận chúc mân một kiếm này, ầm vang một tiếng thật lớn. Lăng lệ vô cùng kiếm quang bổ vào cực lớn hắc lân ma trên lá chắn. Chỉ là chấn động đến mức toàn bộ chiến trận một hồi lay động. Lại không cách nào chân chính nghiền nát chiến trận này phòng ngự, Trúc Mân nhìn thấy một màn. Này, lông mày không khỏi một hồi hơi nhíu. Những khôi lỗi này, bất luận cái gì một bộ với hắn mà nói đều không đáng nhắc lên, nhưng mà 10 bộ khôi lỗi liên thủ lại, kết thành chiến trận mà nói. Lại có thể bộc phát ra cực kỳ chiến lực không tầm thường. Nhất là, những khôi lỗi này, còn có một bộ lực phòng ngự cực kỳ cường hãn màu đen cự thuẫn. Nếu là không có mặt này kiên cố vô cùng màu đen cự thuẫn mà nói. Cái này 10 bộ khôi lỗi tạo thành chiến trận uy lực mặc dù không tầm thường. Thế nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản được công kích của mình nhưng mà chiến trận này có mặt này màu đen cự thuẫn gia trí. Lực phòng ngự lại là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Muốn phá vỡ nắm giữ mặt này màu đen cự thuẫn gia trì 10 bộ khôi lỗi hình thành chiến trận. Phòng ngự thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Một bên khác thôn thiên hổ nhìn thấy Trúc Mân trong thời gian ngắn công không phá được sở. Kiếm thu cái kia 10 bộ khôi lỗi hình thành phòng ngự lập tức yên tâm nó bắt đầu đem toàn bộ tinh thần toàn bộ đều dùng tới đối phó viêm lại giống thôn thiên hổ gầm lên giận dữ lập tức hóa thân thành một bộ chiều cao mấy trăm trượng màu trắng cự hồ cự chảo duỗi ra hướng về viêm lại đỉnh đầu vỗ xuống đi bây giờ nam cung nhiễm tiết mấy người huyền kiếm tông mọi người đã rút lui nó cũng không cần đến cố kỵ chiến đấu quá mức kịch liệt tác động đến những người khác nếu không phải là sơn cốc này quá nhỏ, không cách nào làm cho nó trở nên càng lớn, bằng không. Nó sẽ đem hình thái mạnh nhất bày ra. Hóa thân trở thành một đầu chiều cao 20 vạn trượng màu trắng cự hổ. Để cho trước mắt cái này rác rưởi xem nó hổ ra thực lực chân chính, suy. Tại kịch liệt vô cùng trong chiến đấu, viêm lại một cái né tránh không kịp. Bị nuốt thiên hổ một móng vuốt chộp vào trên thân. Trên thân lập tức xuất hiện một đạo cực lớn vết máu. Đương nhiên, thôn thiên hồ cũng chịu hắn lăng lệ vô cùng nhất kiếm. Vô cùng to lớn trên thân thể, xuất hiện một đạo giữ tận thanh máu, chỉ là thôn thiên hồ năng lực. Khôi phục quá cường hãn, đạo này thanh máu mặc dù cực lớn, nhưng chỉ là thời gian mấy hơi thở. Liền đã hoàn toàn khép lại. Nhưng mà viêm lại nhục thân sức khôi phục. Nhưng liền không có mạnh mẽ như vậy, viêm lại thân hình nhanh lùi lại. Hắn mắt nhìn phía trước đầu này mấy trăm trượng chi cự màu trắng cự hồ sắc mặt không khỏi khẽ biến, đầu này ngu xuẩn hổ móng vuốt thật là quá mức sắc bén. Phải biết, trên người hắn phòng ngự pháp bảo. Đây chính là bát giai thượng phẩm pháp bảo, liền loại này cấp bậc pháp bảo. Đầu này ngu xuẩn hổ móng vuốt thế mà đều có thể vạch phá. Cái này quả thực đem viêm lại cho kinh động. Nguyên bản hắn ỉ vào trên người pháp bảo cường đại. Là không nhiều đem thôn thiên hồ để ở trong mắt hiện tại hắn có thể xa không phải lần trước. Cùng đầu này ngu xuẩn hổ một trận chiến lúc có thể so sánh. Lúc đó, toàn thân hắn trên dưới, chỉ có một kiện bát dai trung phẩm pháp bảo. Trên người phòng ngự pháp bảo, càng là chỉ có bát dai hạ phẩm phẩm chật. Mà bây giờ, trên tay hắn, chỉ là bát dai pháp bảo cực phẩm, liền không dưới ba kiện. Bát dai pháp bảo thượng phẩm, càng là đạt đến 10 cái nhiều. Bởi vì mặc trên người bát dai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo viêm lại cho là mình dù cho tùy ý đầu này ngu xuẩn hổ công kích đầu này ngu xuẩn hổ. Đều không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Nhưng mà đợi đến cùng thôn thiên hổ chân chính một trận chiến thời điểm. Viêm lại mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đầu này ngu xuẩn hổ so với trong mình tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Nhất là nó móng vuốt kia, sắc bén đến tình cảnh làm cho người giận sôi Lại có thể trực tiếp mở ra bát giai pháp bảo thượng phẩm lực phòng ngự mà trong tay mình bát giai pháp bảo cực phẩm đối với đầu này ngu xuẩn hồ tạo thành tổn thương cũng so với mình đoán vẫn tưởng yếu hơn nhiều bởi vì đầu này ngu xuẩn hồ nhục thân thật là quá mức cường hãn dù cho chính mình nhất thời thương tổn tới đầu này ngu xuẩn hồ cũng tại nó cái kia cực kỳ cường hãn sức khôi phục phía dưới Thương thế cấp tốc khép lại viêm lại hít một hơi thật sâu thần sắc bắt đầu nghiêm túc giờ khác này hắn không dám đối với đầu này ngu xuẩn hồ lại có chút nào khinh thị oanh đang tại viêm lại rung động trong lòng ở giữa thôn thiên hổ lại là một móng vuốt chụp đi qua viêm lại ánh mắt run lên huy kiếm nghênh đón tiếp lấy kế tiếp một người một hồ ở giữa bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa viêm lại không hổ là huyền vụ phủ thế hệ trẻ tuổi ít ỏi thiên tài võ đạo lúc hắn chân chính nghiêm túc đối đãi thôn thiên hồ cũng lại khó mà chiếm được hắn chút nào tiện nghi. Hơn nữa, trong tay hắn cái kia bát dai cực phẩm trường kiếm pháp bảo công kích đến. Thôn thiên hồ ngược lại ăn thiệt thòi không nhỏ. Mặc dù lấy viêm lại thực lực không cách nào phát huy cái này bát dai pháp bảo cực phẩm chân. Chính uy lực nhưng bát dai pháp bảo cực phẩm dù sao cũng là bát dai pháp bảo cực phẩm. Dù cho chỉ là thôi động một phần trong đó uy lực, lực sát thương, cũng là cực kỳ đáng sợ thôn thiên hổ mặc dù nhục thân lực phòng ngự phi thường cường hãn sức khôi phục cũng cực kỳ không kém nhưng mà bị viêm lại bị thương nhiều cái kia bát giai cực phẩm trường kiếm pháp bảo kiếm khí xông vào thể nội thương thế của nó khôi phục cũng bắt đầu có chút chật vật cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ thôn thiên hổ không thể làm gì khác hơn là lắc mình biến hóa đã biến thành một cái đại bạch miêu lớn nhỏ hình thể cùng viêm lại tiến hành chiến đấu hình thể trở nên càng lớn, mặc dù sức mạnh bùng lên càng mạnh. Nhưng mà mục tiêu cũng càng lớn, cũng càng dễ dàng bị đối phương làm bị thương. Chương 3075 Sơn Cốc Kịch Chiến Hình thể thu nhỏ, mặc dù bộc phát ra chiến lực yếu nhược một điểm. Nhưng mà cũng càng linh hoạt, không dễ dàng bị đối phương bổ chúng, phía trước thôn thiên hổ cho. Là mình toàn lực bộc phát, có thể đánh bại dễ dàng viêm lại lúc này mới đem hình thể trở nên lớn như vậy. Nhưng mà sau một phen sau khi chiến đấu, nó phát hiện. Trong tay nắm giữ bát giai pháp bảo cực phẩm viêm lại. Không hề giống nó trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, nếu là một mực duy trì khổng lồ như. Vậy hình thể, chính mình sớm muộn phải bị cái này rác rưởi ngạnh sinh sinh cho đánh chết không? Thể, thôn thiên hồ lúc này trong lòng cũng có mấy phần nghĩ lại mà sợ cũng may chính mình so với lần trước cùng viêm lại lúc chiến đấu đã đột phá nhất trọng cảnh giới hơn nữa còn nuốt lấy số lớn răng sắt địa ma chuột nhục thân nhận được cực lớn cường hóa nanh vút cũng biến thành sắc bén không chỉ gấp mấy lần bằng không nếu là mình thực lực còn dừng lại ở lần trước cùng viêm lại lúc chiến đấu trình độ chỉ sợ vừa đối mặt liền có khả năng trực tiếp bị viêm lại cho chém chết tất nhiên nhất thời không làm gì được viêm lại Thôn Thiên Hổ liền thay đổi chiến đấu mạch suy nghĩ. Dự định cùng Viêm lại đánh đánh lâu dài, Thôn Thiên Hổ tại đem hình thể nhỏ đi sau đó. Tình huống quả nhiên trở nên khá hơn không ít. Tại không thiểm loại kỹ năng này ra trì, Thôn Thiên Hổ thân pháp vô cùng linh hoạt. Viêm lại muốn bổ chúng nó, cũng không dễ dàng, đương nhiên. Thôn Thiên Hổ muốn đánh bại Viêm lại, cũng tương tự mười phần gian khổ, trong lúc nhất thời. Hai người chiến đấu, lâm vào rằng co trạng thái trong sơn cốc đại chiến, kịch liệt vô cùng, vô cùng kinh khủng năng lượng uy thế còn dư. Không ngừng mà khuếch tán ra, đỉnh núi treo cùng gió bụi bay bọn người nhìn thấy một màn này. Lập tức không khỏi mặt như màu đất. Như thế kinh khủng chiến đấu, bọn hắn chỉ cần bị tác động đến dù là một tia. Chỉ sợ đều sẽ bị chấn thành bột mịn, đỉnh núi treo bọn người. Xa xa tránh đi trong sân chiến đấu, rút lại trong sơn cốc trong một cái góc toàn thân một hồi run lẩy bẩy. Phong ca lan ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Trong tay cầm một thanh bát giai thượng phẩm trường kiếm pháp bảo. Không ngừng vì bọn hắn ngăn lại những cái kia khoách tán tới năng lượng uy thế còn dư. Đi theo Trúc Mân cùng viêm lại tại Thanh Dương Tông Di chỉ cái này mấy tháng thời gian bên. Trong, Phong Ca Lan cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Lúc này Phong Ca Lan, Tu Vi đã đột phá đến tiểu thông huyền cảnh hậu ký mặc dù chiến lược của nàng không cách nào cùng Nam Cung Nhiễm Tuyết so sánh, nhưng mà cũng rất là không kém. ở chính diện trong chiến đấu, nàng có lẽ xa xa không cách nào cùng Trúc Mân Viêm lại cùng Thôn Thiên Hổ như thế cường giả tuyệt đỉnh so sánh, nhưng mà ỉ vào bát giai pháp bảo thượng phẩm ngăn cản một chút chiến đấu dư ba vẫn là không có vấn đề. ca ngăn cản, nếu không thì chúng ta vẫn là rút lui trước A à, Phong ý tâm kinh đảm chiến nhìn trong sân chiến đấu một mắt quay đầu nhìn về phía phong ca lan sắc mặt trắng bạch nói tại chỗ nhiều võ giả như vậy bên trong lấy thực lực của hắn yếu nhất mặc dù hắn cũng tại dưới sự giúp đỡ trúc mân miễn cưỡng đưa thân thông huyền cảnh nhưng mà thực lực lại là không đáng giá nhắc tới nhìn xem trong sơn cốc loại này cấp bậc chiến đấu phong ý chỉ cảm thấy bây giờ tính mạng của mình yếu ớt vô cùng tỳ thời đều có chết nguy hiểm Phong Ca Lan nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái nói, "Hảo. Chúng ta rời khỏi nơi này trước nàng." Cũng cảm giác thời khắc này tình cảnh thật là là nguy hiểm tới cực điểm. Mặc dù nàng đã đột phá đến tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ, hơn nữa trong tay còn có bát giai pháp bảo thượng phẩm, nhưng ở loại này cấp bậc trong chiến đấu, nàng cũng vẫn như cũ không dám hứa chắc tính mạng mình an toàn. Vẫn là chạy trước thì tốt hơn tại trong thanh dương tông di chỉ khu vực hạch tâm bởi vì có cấm bay đại trận tồn tại. Bọn hắn căn bản là không có cách phi hành mà cốc khẩu vị trí. Lại bị sở kiếm thu cái kia 10 bộ khôi lỗi hình thành chiến trận chặn lại từ cốc khẩu rời đi. Rõ ràng thực tế không lớn. Cuối cùng, phong ca lan bọn người, dọc theo sơn cốc vách núi, leo lên. Ý đồ từ sơn cốc đỉnh chóp thoát đi sơn cốc chỉ là tại bọn hắn khởi hành trèo lên trên thời điểm, phong ca lan cũng là không cách nào hộ đến tất cả mọi người chu toàn. Đang khi bọn họ leo lên thời điểm, một cỗ cường đại chiến đấu dư ba hướng bọn họ bên này đánh sâu vào tới, phong ca lan vội vàng. Phía dưới, chỉ tới kịp ngăn lại bộ phận, còn lại bộ phận, lại đánh vào đỉnh núi treo. Phong ý cùng gió bụi bay trên thân. Đỉnh núi treo cùng gió bụi bay dù sao đột phá thông huyền cảnh, đã có một đoạn thời gian. Thực lực hay là có chút không tầm thường để cho bọn hắn tự mình ngăn lại cái này kinh khủng chiến đấu dư ba không thực tế nhưng mà dù sao phong ca lan đỡ được đại bộ phận còn lại bộ phận kia năng lượng uy thế còn dư mặc dù cũng rất cường đại nhưng mà lấy thực lực của bọn hắn vẫn là miễn cưỡng chịu đựng được nhưng phong ý nhưng là không còn may mắn như vậy lấy thực lực của hắn dù cho chỉ là một phần nhỏ chiến đấu dư ba hắn vẫn như cũ không chịu nổi tại này cổ chiến đấu dư âm trùng kích vào phong ý một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra thân hình lập tức bị đánh đến từ trên vách núi đá thẳng rơi xuống hoàng huynh phong ca lan nhìn thấy một màn này sắc mặt không khỏi đại biến nàng kinh hô một tiếng muốn đưa tay đi bát chỉ là nhưng vào lúc này lại là một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba khuấy động mà tới phong ca lan biến sắc lập tức không lo được đi cứu phong ý trường kiếm trong tay vung lên đem cỗ này sóng trùng kích khủng bố ngăn cản tới nhưng phong ý nhưng là thảm rồi hắn vốn là bị một cỗ chiến đấu dư ba sung kích đến thụ thương không nhẹ lúc này lại bị cỗ năng lượng này uy thế còn dư chấn động lập tức cả người đều bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy mắt thấy là sống không được một đời phong nguyên vương triều đế hoang liền như vậy vẫn lạc tại trong sơn cốc này phong ca lan nhìn thấy một màn này ánh mắt không khỏi một hồi buồn bã, xem như phong ý bảo muội nàng và phong ý quan hệ. Vẫn là rất không tệ, ca ngăn cản, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đỉnh núi treo nhìn thấy phong ý hạ tráng. Lập tức cũng không khỏi dọa đến sắc mặt trở nên trắng bệch, lúc này, hắn tập trung tinh thần. Chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình. Nơi nào còn nhớ được phong ý chết sống, phong ca lan cắn răng, giọng căm hận nói, đi. Nói xong, nàng mang theo đỉnh núi treo cùng gió bụi bay. Cấp tốc hướng về trên vách núi đá phương leo lên, tại phong ca lan bảo vệ phía dưới. Đỉnh núi treo cùng gió bụi bay, cuối cùng bình yên trốn lên núi cốc đỉnh chóp. Phong ca lan nhìn đáy cốc đang tại kịch liệt chiến đấu song phương một mắt. Ánh mắt cuối cùng rơi vào sở kiếm thu trên thân, phong ca lan nhìn chằm chằm sở kiếm thu. Trong ánh mắt lộ ra thêm vài phần lạnh lẽo hàn ý vốn là nàng còn nghĩ thiết kế mưu đoạt sở kiếm thu trên người cơ duyên nhưng mà sở kiếm thu thực lực tăng trưởng đến thực sự quá nhanh lúc này sở kiếm thu ỉ vào những cái kia cường đại khôi lỗi thế mà đều có thể cùng cầm trong tay bát giai pháp bảo cực phẩm chúc mân một trận chiến người này thật là quá mức đáng sợ vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt trừ hắn thì tốt hơn đến nỗi cơ duyên gì cũng không cần trông cậy vào, Phong Ca Lan lúc này đối với tình thế, có rất thanh tỉnh nhận biết. Trước đó sở kiếm thu thực lực còn yếu thời điểm, nàng còn vẫn có thể mưu tính sở kiếm thu trên người cơ duyên bí mật bởi vì chỉ cần bị nàng cận. Thân, sở kiếm thu còn có thể bị nàng khống chế lại. Nhưng là bây giờ, lấy sở kiếm thu nắm trong tay sức mạnh. Nàng đã xa xa không cách nào cùng sở kiếm thu ngang hàng, lúc này nếu là lại đi hy vọng xa vời mưu tính sở kiếm thu trên người cơ duyên bí mật đơn giản cùng không khác tìm chết. Giờ khắc này, Phong Ca Lan triệt để dập tắt mưu đồ sở kiếm thu trên thân cơ duyên bí mật dự. Định đối với sở kiếm thu, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có sát ý nồng nặc. Chương 3076 Sơn Cốc Kịch Chiến Đi, Phong Ca Lan nhìn Sơn Cốc phần đáy chiến đấu một hồi. Cuối cùng mặt không thay đổi lạnh giọng nói, mặc dù các nàng bây giờ đã tới Sơn Cốc đỉnh chóp. Thế nhưng là vẫn như cũ không có nghĩa là các nàng lúc này liền an toàn. Nơi này cách cách phía dưới chiến đấu, dù sao vẫn là quá gần, không chừng bọn hắn đánh đánh. Liền sẽ đánh lên tới, phong ca lan cùng gió núi treo, gió bụi bay ba người, cùng rời đi sơn cốc. Đi thẳng đến khoảng cách trên sơn cốc ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn lúc này mới ngừng lại. Trúc Mân, Viêm lại đám người thực lực mặc dù cường hãn. Nhưng mà tại phiến thiên địa này uy áp trầm trọng vô cùng chỗ chiến đấu dư ba mãnh liệt đến đâu cũng không đến nỗi lan đến gần hơn nghìn dặm phạm vi nếu là ở thiên vũ đại lục bọn hắn loại này cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong đều phải bị thương nặng phong ca lan bọn người mặc dù rời xa sơn cốc nhưng mà cũng không dám đi được quá xa dù sao bọn hắn bây giờ còn cần dựa vào trúc mân cùng viêm lại bọn hắn lấy bọn hắn phong nguyên vương triều thực lực đã xa xa không cách nào tự mình cùng huyền kiếm tông chống đỡ được ca ngăn cản ngươi nói chúc công tử cùng viêm lại điện hạ bọn hắn có thể thắng sao đỉnh núi có lơ lửng chút lo lắng mà hỏi thăm nói thật hắn bây giờ đã có chút bị huyền kiếm tông sợ mất mật huyền kiếm tông thực lực lớn lên thật là quá nhanh nhanh đến mức vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn suy nghĩ một chút mấy năm trước huyền kiếm tông cùng phong nguyên học cung cả hai cộng lại mới miễn cưỡng cùng bọn hắn phong nguyên hoàng tộc chống lại mà bây giờ chỉ có điều ngắn ngủi thời gian mấy năm đi qua huyền kiếm tông cũng đã trưởng thành lên thành đủ để khiến bọn hắn phong nguyên hoàng tộc ngưỡng vọng quái vật khổng lồ khủng bố như thế tốc độ phát triển đây quả thực lệnh đỉnh núi treo tuyệt vọng tại mấy năm này cùng huyền kiếm tông trong đấu tranh phong nguyên hoàng tộc lực lượng tinh nhuệ cơ hồ đã chết mất liền hoàng tử đều chết phải không sai biệt lắm chỉ còn lại gió bụi bay cùng gió bay uyên hai người đến bây giờ liền phong nguyên vương triều hoàng đế phong ý cũng mất mạng tại bên trong thung lũng kia hắn bây giờ là thật sự sợ hắn sợ tiếp tục cùng huyền kiếm tông đấu nữa liền chính hắn đều phải mất mạng hiện tại hắn đột phá đến thông huyền cánh thọ nguyên tăng nhiều tiền đồ một mảnh tốt đẹp bây giờ đỉnh núi treo đã trở nên vô cùng tiếc mạng nếu có thể hắn đã không muốn cùng huyền kiếm tông tiếp tục đâu nữa đến nỗi tìm huyền kiếm tông báo thù hắn đã không có dạng này lòng dạ cùng lòng can đảm lão tổ yên tâm lấy chúc công tử cùng viêm lại điện hạ thực lực thắng lợi là chuyện sớm hay muộn người không có thấy vừa rồi đầu kiêng ngu xuẩn hổ cùng sở kiếm thu cũng đã hướng về hạ phong sao phong ca lan lạnh nhạt nói bất quá phong ca lan trong miệng mặc dù nói như thế nhưng trên thực tế liền trong lòng chính nàng có chút không chắc. Nếu như đổi lại những người khác, thắng bại trên cơ bản thì sẽ không có gì khó tin, sở kiếm thu mặc dù bằng vào 10 bộ khôi lỗi. Nhất thời chặn Trúc Mân công kích nhưng sở kiếm thu thực lực. Dù sao cùng Trúc Mân tranh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng bền bỉ. Chỉ cần chiến đấu sau một quãng thời gian, sở kiếm thu bị thua. Trên cơ bản có thể nói là đã chú định đầu kia ngu xuẩn hồ cũng giống như thế, mặc dù đầu kia ngu xuẩn hổ thực lực không tầm thường. Nhưng mà viêm lại lại chiếm pháp bảo tiện nghi. Chiến đấu sau một quãng thời gian, đầu kia ngu xuẩn hổ tướng sẽ bị bát giai pháp bảo cực phẩm kiếm khí. Ăn mòn càng ngày càng lợi hại, trên người nó thương thế cũng sẽ càng ngày càng khó lấy khép. Lại, từ mặt ngoài đến xem, sở kiếm thu cùng đầu kia ngu xuẩn hổ bị thua, có thể nói là tất nhiên. Nhưng thế nhưng, ở vào mức độ này võ giả, không là người khác mà là sở kiếm thu. Sở kiếm thu thủ đoạn thật là là nhiều lắm, ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, mỗi lần nhìn như cũng đã bị ép vào tử cục. Nhưng lại hết lần này tới lần khác chắc là có thể tại thời khắc sống còn lật bàn. Không đến cuối cùng một khắc, không nhìn tận mắt sở kiếm thu bị đánh giết. Ai cũng không thể 100% mà bảo chứng, sở kiếm thu sẽ thất bại, trong. Sơn Cốc cũng đúng như phong ca lan sở liệu theo chiến đấu kéo dài. Sở kiếm thu trèo trống đến càng ngày càng là gian khổ. Mười bộ khôi lỗi hình thành chiến trận lại thêm có vảy đen ma lá chắn nơi tay. Lực phòng ngự đích xác rất là cường đại nhưng làm sao? Sở kiếm thu cùng chúc mân thực lực sai biệt cuối cùng vẫn là quá lớn. Lấy sở kiếm thu thực lực trước mắt điều khiển mười bộ thực lực mạnh mẽ như vậy khôi lỗi với hắn mà nói phụ tải là phi thường lớn vô luận là thể nội chân nguyên vẫn là thần hồn chi lực đều tại lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ đang nhanh chóng tiêu hao dựa theo loại tình huống này đi sở kiếm thu không chống đỡ được bao lâu liền sẽ bị trúc mân đánh tan cái kia mười bộ khôi lỗi hình thành chiến trận phòng ngự loại tình huống này lấy trúc mân ánh mắt tự nhiên cũng nhìn ra được trúc mân hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái kế tiếp Hắn chuyển đổi phương thức chiến đấu. Trúc Mân thân hình biến ảo, không ngừng biến chuyển vị trí theo chiến đấu tiến hành. Hắn dần dần đem vị trí của mình cùng Sở Kiếm Thu vị trí xoay ngược lại. Biến thành hắn tại cốc khẩu bên ngoài, mà Sở Kiếm Thu tại cốc khẩu bên trong. Tại hoàn thành vị trí chuyển đổi sau đó, Trúc Mân không có một mực mà truy cầu công phá Sở Kiếm Thu cái kia 10 bộ khôi lỗi hình thành chiến trận phòng ngự, mà là từng bước từng bước đem sở kiếm thu hướng về sâu trong sơn cốc ép. Tới, hắn tính toán đem sở kiếm thu bước đến sơn cốc chỗ sâu. Đi phát động bên trong thung lũng kia sát trận, sở kiếm thu thực lực. Có thể so sánh viêm nhị cường lớn hơn nhiều, hơn nữa. Sở kiếm thu còn nắm giữ 10 bộ da dày thịt béo khôi lỗi. Nếu là ép sở kiếm thu đi vào phát động cái kia sát trận dù cho cuối cùng sở kiếm thu bị trong sơn cốc sát trận oanh sát. Nhưng ở sở kiếm thu vùng vẫy dãy chết phía dưới, cũng có thể phá đi cái kia trong sát trận không thiếu trận cơ. Bên cạnh cùng thôn thiên hổ chiến đấu viêm lại, nhìn thấy một màn này. Lập tức cũng hiểu rồi chúc mân dụng ý. Thế là, trong tay hắn kiếm quang nhất chuyển, cũng sẽ không truy cầu đánh giết thôn thiên hổ. Mà là kiếm quang bao phủ lại bốn phương tám hướng đơn độc lưu lại thông hướng sâu trong sơn cốc con đường, cũng ý đồ cùng Trúc Mân một dạng. Đem thôn thiên hổ bước hướng về sâu trong sơn cốc, mượn nhờ trong sơn cốc sát trận tới oanh sát thôn thiên hổ. Cuối cùng viêm lại cùng Trúc Mân tụ hợp, hai người giữ được sơn cốc mở miệng. Hai thanh bát giai cực phẩm trường kiếm pháp bảo, hóa thành một tấm lăng lệ vô cùng kiếm võng. Đem bốn phương tám hướng đều bao phủ lại buộc sở kiếm thu cùng thôn thiên hồ hướng về sâu trong sơn cốc đi đến kỳ thực lúc này ở trong sơn cốc còn có trúc mân cùng viêm lại không thiếu thị vệ bọn hắn không dám như gió ca ngăn càn đỉnh núi treo bọn người như thế lâm trận bỏ chạy lúc này còn lưu lại sơn cốc nhưng bây giờ lại bị trúc mân cùng viêm lại kiếm quang bức bách phía dưới cũng không thể không hướng về sâu trong sơn cốc thối lui chúc mân cùng viêm lại vì phá giải trong sơn cốc sát trận nhận được trong sơn cốc bảo vật rõ ràng căn bản cũng không đem bọn hắn tính mệnh để vào mắt là tính toán đem bọn hắn tính cả sở kiếm thu cùng một chỗ hy sinh hết những thị vệ kia tùy tùng nhìn thấy một màn này trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc tuyệt vọng chúc mân lão tử theo ngươi lâu như vậy không có công lao cũng có khổ lao người kết quả là thế mà dạng này đối với lão tử ngươi chết không yên lành viêm lại, ngươi cái này táng tận thiên lương cầu tạp toái, ngươi sẽ gặp báo ứng, những thị vệ kia tùy tùng nhìn thấy không có đường sống, lập tức cũng không đếm xỉa đến. Nhào nhào hướng Trúc Mân cùng viêm lại tức miệng mắng to. Trúc Mân cùng viêm lại nhìn thấy một màn này. Sắc mặt lập tức không khỏi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chương 3077 ai bảo ngươi ngu xuẩn đâu. Những thứ này đáng chết sâu kiến, lại dám lấy phạm thượng đối bọn hắn nói năng lỗ mãng, chúc mân dưới cơn nóng giận, trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang bổ ra, một kiếm đem cái kia vài tên mắng hắn thị vệ tùy tùng đánh thành bột mịn. Nguyên bản hắn còn nghĩ dùng những thị vệ này tùy tùng đi dò xét vừa xuống núi trong cốc sát. Trận nhưng là bây giờ có sở kiếm thu cùng đầu kiêng ngu xuẩn hổ. Những thứ này dám can đảm ngỗ nghịch hắn sâu kiến cũng không có cần thiết tồn tại. Tại trong hắn những tùy tùng kia, kỳ thực cũng không thiếu mấy tên tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng mà cái này, một ít thông huyền cảnh đỉnh phong thị vệ tùy tùng cũng chỉ là chiến lực tầm thường võ giả. Tại dưới tay Trúc Mân, căn bản ngay cả phản kháng cũng không có. Sở Kiếm Thu nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi một hồi ghé mắt, tên chó chết này thật đúng là điên rồi. Không chỉ mình đối với địch nhân tàn nhẫn, đối người mình cũng là tàn nhẫn như vậy những người này đi theo hắn, cũng coi như là quá xui xẻo. Bất quá, sở kiếm thu đối với những thị vệ kia tùy tùng. Nhưng cũng không có bao nhiêu thương hại, chúc mân cùng viêm lại những thị vệ này tùy tùng. Không có mấy cái là đồ tốt, giống viêm lại thị vệ viêm một viêm 5, viêm 7. Cái nào làm việc không phải ngang ngược càn rỡ, làm đủ trò xấu. Những người này, mỗi một cái đều là chết chưa hết tội, chúc mân ra tay đánh giết dưới tay hắn. Những thị vệ này tùy tùng, tại sở kiếm thu xem ra, chẳng qua là chó cắn chó mà thôi. Chúc mân nhất kiếm đánh chết cái kia vài tên mở miệng nhục mạ thị vệ của hắn tùy tùng sau. Còn dư lại những cái kia còn sống thị vệ tùy tùng. Sắc mặt lập tức không khỏi trắng bệch như tờ giấy. Dù cho chơ mắt nhìn xem Trúc Mân cùng viêm lại từng bước gấp gáp. Nhưng cũng không còn dám lên tiếng giận mắng, theo Trúc Mân cùng viêm lại từng bước một bước bách sở kiếm thu cùng thôn thiên hổ dần dần bị ép vào cái kia sát trận biên giới tiểu. Xúc sinh, đi vào đi. Trúc Mân nhe răng cười một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Thì triển ra một chiêu uy lực cực lớn tuyệt chiêu, hướng về sở kiếm thu nhất kiếm bổ tới thôn. Thiên hồ, đi, sở kiếm thu một bên thao túng cái kia mười bộ khôi lỗi tiến hành ngăn cản. Vừa hướng thôn thiên hồ quát lên. Sở kiếm thu tiếng nói này vừa rơi xuống, thôn thiên hổ lập tức thân hình lóe lên. Rơi vào trên bờ vai của sở kiếm thu, cùng lúc đó, sở kiếm thu thân hình thoát một cái. Chủ động hướng về sâu trong sơn cốc sát trận tránh vào. Trúc Mân một mặt cười lạnh nhìn xem một màn này. Hắn chờ đợi sở kiếm thu phát động trong sơn cốc sát trận. Bị cái kia kinh khủng sát trận cho xoắn thành bột mịn, chỉ là kế tiếp xuất hiện một màn lại làm cho chúc mân nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Sở Kiếm Thu mặc dù bị hắn đẩy vào sơn cốc trong sát trận, nhưng là cùng hắn dự đoán Sở Kiếm Thu phát động sát trận. Bị sát trận thắt cổ kết quả bất đồng chính là Sở Kiếm Thu tiến vào sơn cốc bên trong sát trận sau đó, thế mà như cá gặp nước. Hắn đi thẳng đến trong sơn cốc trung ương chi địa, cả cái sơn cốc sát trận. Thế mà đều không hề có động tĩnh gì chúc đại công tử như thế nào ngươi thật giống như rất giật mình dáng vẻ sở kiếm thu đi đến trong sơn cốc vị trí xoay người lại nhìn xem trúc mân mỉm cười nói ta không có bị cái này sát trận oanh sát ngươi có phải hay không rất thất vọng đối với trúc mân ý đồ sở kiếm thu ngay từ đầu liền biết hắn mặc dù bị trúc mân bước đến tình trạng này một nửa cố nhiên là hắn đích xác không phải trúc mân đối thủ nguyên nhân một nửa khác nguyên nhân nhưng là sở kiếm thu tương kế tự kế bằng không lấy sở kiếm thu năng lực mặc dù đích xác đánh không lại trúc mân cùng viêm lại nhưng mà hắn cùng thôn thiên hổ muốn chạy trốn vẫn là có thể làm được hắn mặc dù bị trúc mân đẩy vào trong sơn cốc là bởi vì hắn vốn là muốn tiến vào sơn cốc lấy trúc mân cùng viêm lại thực lực nhất là trong tay hai người còn nắm giữ bát giai pháp bảo cực phẩm sở kiếm thu dù cho thủ đoạn ra hết cũng chưa chắc có thể giết được bọn hắn, nhất là đối với Trúc Mân. Sở kiếm thu trong lòng có mang cực lớn kiêng kỵ. Trước đây hắn tại bình đầm quận để cho thần tiễn quân thiết phía dưới mai phục. Muốn chu sát Trúc Mân cùng viêm lại thời điểm. Cuối cùng ngay cả mình Kim Long phân thân ra tay toàn lực. Thế mà đều không thể đánh tan Trúc Mân cái kia hộ thể bí bảo. Gia hỏa này trên người đòn sát thủ. Cũng còn không biết có bao nhiêu, bây giờ chỉ có chính mình cùng thôn thiên hổ mà không có thần tiễn quân ở một bên phụ trợ có thể không cùng bọn hắn liều mạng liền tận lực tránh cùng bọn hắn liều mạng cho nên sở kiếm thu cuối cùng đem chú ý đánh tới trong sơn cốc trong sát trận tới trong sơn cốc này sát trận đối với người khác mà nói là một cái vô cùng nguy hiểm tiệt địa nhưng mà đối với sở kiếm thu tới nói lại là một cái uy lực cực lớn lợi khí sở kiếm thu phù trận tạo nghệ vốn là cực cao Kể từ hắn mở ra vạn đạo nguồn gốc phù trận truyền thừa đệ nhị trọng truyền thừa sau đó. Phù trận phương diện tạo nghệ càng là đạt đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Trong sơn cốc này sát trận uy lực mặc dù cực lớn, bố trí được mặc dù huyền diệu. Nhưng mà ở trong mắt Sở Kiếm Thu, lại là không có chút nào bí mật có thể nói, hắn một mắt liền có thể xem thấu trong sát trận này. Sơ hở, rất nhanh liền tìm được trong sát trận này sinh môn chỗ đương nhiên sở kiếm thu sở dĩ dễ dàng như vậy tiến vào trong cái sát trận này đi tới nơi này sát trận sinh môn chỗ mà không có phát động bất luận cái gì sát cơ cái này cũng cùng cái sát trận này không hoàn chỉnh không thể tách rời cái sát trận này mặc dù lợi hại nhưng đó là một cái tàn phá trận pháp mà cũng không phải là một cái hoàn chỉnh trận pháp sở kiếm thu liếc mắt liền nhìn ra cái sát trận này đã từng từng chịu đựng cực kỳ nghiêm trọng phá hư không chỉ mình phòng hộ cũng không hoàn chỉnh sơ hở rất nhiều hơn nữa uy lực cũng mười không còn một bằng không nếu như cái sát trận này đầy đủ dù cho sở kiếm thu có thể nhìn ra cái này sát trận chỗ sơ hở cho dù hắn có thể tìm được cái sát trận này bên trong sinh môn nhưng hắn muốn dễ dàng như vậy hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào mà tiến vào trong cái sát trận này sinh môn rõ ràng cũng là cực không thực tế chúc Mân nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi kinh sợ vô cùng tiểu. Xúc sinh, người dám đùa nghịch ta, Trúc. Mân sắc mặt khó coi vô cùng quát lên, đến lúc này. Hắn làm sao không biết đã trúng sở kiếm thu quỷ kế. Ha ha, đối phó ngươi loại này không có chút nhân tính nào rác rưởi. Đùa nghịch ngươi thế nào, ai bảo ngươi ngu xuẩn đâu, sở kiếm thu cười lạnh một tiếng nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi hắn thao túng cái kia 10 bộ khôi lỗi, vòng qua sát trận cạm bẫy. Để cho cái kia 10 bộ khôi lỗi cấp tốc đi tới trước người của mình. Mặc dù trước mắt hắn là tại trong sát trận sinh môn. Trên lý luận sẽ không nhận sát trận tổn thương, nhưng mà vạn sự luôn có ngoài ý muốn. Hắn không thể không phòng, cho nên. Vẫn là sớm một chút làm cho những này khôi lỗi đi tới trước người của mình. Đem chính mình bảo vệ cho thỏa đáng. Tiểu súc sinh, người tự tìm cái chết, chúc mân nghe được sở kiếm thu lời này lập tức nổi trận lôi đình tức giận quát lên hắn sống lâu như vậy cho tới bây giờ không người nào dám như thế đùa nghịch hắn giờ khác này hắn cảm giác mình đã bị từ chỗ không có vũ nhục trong cơn giận dữ trúc mân lập tức không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa hắn một kiếm hướng về trong sơn cốc sát trận bổ tới người sở kiếm thu có thể vòng qua trong sát trận cạm bẫy, không có phát động sát trận sát cơ ta liền đến giúp ngươi một chút. Ta ngược lại muốn nhìn thân ngươi tại trong sát trận. Có thể hay không thoát khỏi cái này sát trận sát cơ bộc phát. Chương 3078 kinh khủng sát trận. Đến nỗi sát trận sát cơ bộc phát, có thể hay không liền chính hắn cũng cùng một chỗ tác động đến. Trúc Mân cũng không lo được nhiều như vậy, ngược lại lấy thực lực của hắn, hơn nữa cầm trong tay bát giai pháp bảo cực phẩm hắn có nắm chắc có thể miễn cưỡng chống đỡ được sát trận một đợt bộc phát đi qua mấy lần trước. Do xét, hắn đối với cái sát trận này uy lực cũng có hiểu rõ nhất định. Huống hồ, sở kiếm thu thân ở trong sát trận, cái này sát trận một khi bộc phát sát cơ. Sở kiếm thu chắc chắn đứng mũi chịu sào, bị sung kích tất nhiên sẽ so với hắn càng lớn. Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này. Hắn chẳng những không có nghĩ biện pháp ngăn cản trúc mân đạo kiếm quang này rơi vào trong sát trận ngược lại vung tay lên, một bộ khôi lỗi bay ra. Hướng về chính giữa sát trận món kia nửa bước cửu giai pháp bảo đụng tới. Cùng lúc đó, sở kiếm thu lập tức ngã xuống trên đất bên trên. Sau đó để cỗ kia cầm trong tay hắc lân ma lá chắn khôi lỗi. Đem hắc lân ma lá chắn đắp lên trên người mình, mặc dù trên người hắn sát trận sinh môn bên. Trong, trên lý luận sẽ không lọt vào sát trận công kích nhưng mà hắn lần này thế nhưng là trực tiếp va chạm cái sát trận này trận nhãn kế tiếp cái này sát trận bộc phát uy lực tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ cho dù hắn thân ở trong sát trận sinh môn cũng không cách nào hoàn toàn để tránh bị tổn thương ầm ầm cỗ kia khôi lỗi đụng vào chính giữa sát trận món kia nửa bước cửu giai pháp bảo bên trên trong nháy mắt đem toàn bộ sát trận uy lực triệt để kích phát một cỗ vô cùng đáng sợ sát cơ tại toàn bộ trong sát trận bộc phát ra, mà va chạm món kia nửa bước cửu giai pháp bảo cỗ kia khôi lỗi. Trong nháy mắt liền tại đây cỗ vô cùng đáng sợ sát cơ phía dưới. Bị nát thành bột mịn, Trúc Mân cùng Viêm lại nhìn thấy một màn này. Sắc mặt lập tức không khỏi một hồi cuồng biến, CMN, cái này mẹ nó, cái người điên này. Trúc Mân lúc này cái gì đều không lo được. Lập tức bóp nát một kiện uy lực cực lớn phòng ngự bí bảo, mà viêm lại nhưng là thân hình lóe lên, núp ở trúc mân sau lưng, toàn lực vận chuyển chân nguyên. Kích phát trên người món kia bát dai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Một trận quang mang thoáng qua, một màn ánh sáng xuất hiện tại trúc mân trên thân. Tạo thành một cái lồng ánh sáng. Đem hắn cho bao phủ ở bên trong, liền tại đây quang cháo vừa mới hình thành một sát na. Trong sơn cốc bộc phát đáng sợ sát cơ, đã đánh tới, ầm vang một tiếng thật lớn vô cùng kinh khủng sát cơ đụng vào trúc mân trên thân. Lập tức đem hắn trên thân cái kia kiên cố vô cùng lồng ánh sáng. Đều va chạm ra một vết nứt, trúc mân nhìn thấy một màn này. Sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Lần này sát cơ bộc phát so với mấy lần trước kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí ngay cả hắn cái này lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy bí bảo. Đều suýt nữa bị đánh xuyên phòng ngự. Sở Kiếm Thu trốn ở trong sát trận sinh môn, mặc dù cỗ này đáng sợ sát cơ bộc phát. Hắn vẫn như cũ tránh không được, nhưng hắn ở đây thừa nhận đến công kích nhưng là yếu nhất. Hơn nữa, hắn có Hắc Lân Ma Lá chắn cái này lực phòng ngự kiên cố vô cùng tấm chắn. Cũng hoàn toàn đủ để đem cỗ này kinh khủng sát cơ cho ngăn cản tới, đợi đến cỗ này kinh khủng. Sát cơ bùng nổ qua sau, Sở Kiếm Thu vén lên bao trùm ở trên người hắn Hắc Lân Ma Lá chắn từ dưới đất bò dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, phát hiện vây bên người hắn chín bộ khôi lỗi. Tại vừa rồi cái kia cỗ kinh khủng sát cơ trùng kích vào. Bị trọng thương phải thủng trăm ngàn lỗ, sở kiếm thu nhìn thấy một màn này. Trên mặt không khỏi hơi biến sắc. Cái này sát trận uy lực còn quả nhiên là đáng sợ cho dù là tại trong sinh môn. Thừa nhận đến uy lực công kích yếu nhất. Những khôi lỗi này thế mà đều bị bị thương thành bộ dáng như vậy phải biết những khôi lỗi này đều là nửa bước thông huyền cảnh ám ma tộc thi thể luyện chế mà thành hơn nữa còn trải qua hấp thu số lớn hoang cổ khí tức cường hóa lực phòng ngự cực kỳ cường hãn nhưng cho dù như thế đều suýt nữa bị vừa rồi cái kia cỗ kinh khủng vô cùng sát cơ cho trực tiếp hủy đây vẫn là cái sát trận này đã từng bị nghiêm trọng phá hư qua uy lực đã đại giảm tình huống phía dưới bởi vậy có thể tưởng tượng được cái sát trận này tại hoàn chỉnh thời điểm đến tột cùng là bực nào đáng sợ sở kiếm thu ngẩng đầu hướng trúc mân nhìn qua ân ra hỏa này dưới tay đồ tốt xem ra còn tưởng là thật không ít đáng sợ như vậy sát cơ bộc phát hắn thế mà đều chặn lại đã như vậy vậy thì cho hắn lại đến một chút sở kiếm thu nghĩ tới đây lập tức lại là vung tay lên bên người một bộ khôi lỗi lại hướng về chính giữa sát trận món kia nửa bước cửu giai pháp bảo đụng đi qua cùng lúc đó. Sở kiếm thu lại cấp tốc ngã xuống trên đất bên trên. Lại dùng hắc lân ma lá chắn đem chính mình bao trùm lại. Ta dựa vào, Trúc Mân nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi một hồi cuồng mắng, mẹ nó. Này đáng chết tiểu xúc sinh, ầm ầm tại khôi lỗi kia va chạm phía dưới, trong sơn cốc sát trận. Lập tức lại bộc phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ sát cơ. Tại này cổ kinh khủng sát cơ va chạm phía dưới, trúc mân trên người cái kia lồng ánh sáng. Lập tức xuất hiện càng nhiều vết rách. Không đợi hắn thong thả lại sức, sở kiếm thu cũng không có từ dưới đất bò dậy. Mà là trực tiếp dùng thần niệm thao túng một bộ khôi lỗi. Lại hướng về cái kia chính giữa sát trận món kia nửa bước cửu dai pháp bảo đụng đi qua kế. Tiếp lại là một cỗ vô cùng kinh khủng sát cơ bộc phát đi qua liên tiếp ba đợt kinh khủng sát cơ va chạm lồng ánh sáng trên người Trúc Mân. Lập tức răng rắc một tiếng, giống như tan vỡ như đồ sứ. Hiện đầy rậm rạp chẳng chịt khe hở, Trúc Mân nhìn thấy một màn này, sắc mặt một hồi kịch biến. Hắn không dám tiếp tục ở đây tiếp tục lưu lại nữa. Thừa dịp trên người lồng ánh sáng còn không có triệt để vỡ vụn, thân hình hắn lóe lên. Hướng về bên ngoài sơn cốc cấp tốc lao đi, viêm lại nhìn thấy một màn này cũng liền vội vàng đi theo chạy trốn. Mặc dù hắn trốn ở cơ thể của Trúc Mân đằng sau, phần lớn sát cơ. Đều bị Trúc Mân ngăn cản xuống dưới, nhưng mà cái kia sát cơ dư ba. Vẫn như cũ để cho hắn thụ thương không nhẹ. Nếu như không có Trúc Mân cho hắn ngăn cản, chỉ dựa vào chính hắn. Hắn cũng không có lòng tin có thể tại cái kia đáng sợ vô cùng sát cơ phía dưới sống sót, dù sao. Trong tay hắn nhưng không có Trúc Mân nhiều như vậy đồ vật bảo mệnh tại trong quá trình chạy trốn bọn hắn, ầm vang một tiếng. Sau lưng lại là một cỗ vô cùng kinh khủng sát cơ đánh tới, viêm lại trong lòng kinh hãi phía. Dưới, vội vàng thân hình lóe lên, lại núp ở trúc mân trước người. Chỉ là một lần, theo, răng rắc một tiếng, giống như đồ sứ tiếng vỡ tan truyền đến. Trúc mân trên người lồng ánh sáng bị triệt để chấn vỡ. Tại này cổ đáng sợ sát cơ dư kình phía dưới, trúc mân cùng viêm lại trong nháy mắt bị đánh bay hơn 10 dặm, hai người song song miệng phun máu tươi. Bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, cũng may một lớp này sát cơ, so với phía trước ba đợt. Đã giảm bớt rất nhiều. Mà Trúc Mân trên người cái kia lồng ánh sáng, mặc dù đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ở triệt để vỡ vụn phía trước. Vẫn là vì hắn cắt giảm không ít công kích cũng chính bởi vì vậy. Lúc này mới khiến cho hai người trở về từ cõi chết. Nhưng dù là như thế, hai người bọn họ trên người bát giai thượng phẩm phòng ngự pháp báo. Tại này cổ sát cơ đánh xuống, thế mà xuất hiện vô số vết rách đã ở vào nửa hủy trạng thái. Trúc Mân cùng viêm lại, lúc này đã bị cái này liên tiếp bộc phát đáng sợ sát cơ. Dọa đến sợ đến vỡ mật, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Liều mạng chạy chối chết, mà tại trong quá trình chạy trốn bọn hắn, sau lưng lại là âm vang một tiếng, một cỗ kinh khủng sát cơ lần nữa bộc phát. Chương 3079 thoát đi. Cỗ này sát cơ đuổi kịp chạy trốn trúc mân cùng viêm lại. Lần nữa đem bọn hắn đánh bay hơn 10 dặm, nhưng mà cỗ này sát cơ so với bên trên một cỗ. Lại yếu đi không thiếu, tăng thêm trúc mân cùng viêm lại lúc này đã trốn được xa xôi. Cỗ này sát cơ mặc dù đuổi kịp bọn hắn, nhưng mà đối bọn hắn tạo thành thương thế cũng rất là có hạn còn không bằng bên trên một cỗ sát cơ đối bọn hắn tạo thành thương tích nghiêm trọng khoảng cách sơn cốc ở ngoài ngàn dặm phong ca lan đỉnh núi treo cùng gió bụi bay ba người cảm nhận được nơi xa trong sơn cốc bộc phát ra từng cỗ vô cùng đáng sợ sát cơ lập tức không khỏi một hồi trong lòng run sợ trong sơn cốc đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế mà bộc phát khủng bố như thế sát cơ dù cho cách ngàn dặm xa ba người bọn họ đều như cũ cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng sát cơ uy lực thậm chí thực lực hơi yếu phong phi trần tại này cổ sát cơ bộc phát dưới uy lực đều bị chấn động đến mức thụ thương không nhẹ cái này khiến phong ca lan trong lòng ba người vô cùng kinh hãi cách ngàn dặm xa làm bị thương bọn hắn cái này cho dù là chúc mân cùng viêm lại đều xa xa không có thực lực cường đại như vậy phải biết nơi này cũng không phải là tại phong nguyên vương triều mà là tại thiên địa uy áp trầm trọng vô cùng thanh dương tông di chỉ, nếu là ở phong nguyên. Vương Triều, dù là cách khoảng cách mấy triệu dặm, Trúc Mân cùng viêm lại, đều có thể một kiếm đem bọn hắn cho chu sát. Nhưng mà ở mảnh này uy áp trầm trọng vô cùng trong trời đất. Dù cho lấy Trúc Mân cùng viêm lại thực lực, lực sát thương phạm vi, cũng bất quá mấy trăm dặm mà thôi. Tuyệt đối không đạt được ngàn dặm phạm vi khoảng cách xa như vậy kỳ thực cái này trung quy là cái kia sát trận đã bị nghiêm trọng phá hư. Dù cho toàn lực bộc phát, uy lực cũng đã mười không còn một. Bằng không, nếu là cái kia sát trận còn tại thời kỳ đỉnh phong, dù cho cách xa vạn dặm Ở mảnh này uy áp trầm trọng trong trời đất. Đều có thể đem bọn hắn bắn cho thành bột mịn, đương nhiên, nếu như cái kia sát trận còn đầy đủ. Sở kiếm thu cũng không dám đùa lửa như thế. Dù sao lại trình độ kia uy lực, dù cho lấy vải đen ma lá chắn kiên cố. Cũng chưa chắc có thể đối phó được, phong ca lan ba người đang tại vừa kinh vừa nghi. Bỗng nhiên nhìn thấy Sơn Cốc bay ra hai đạo vô cùng chật vật thân ảnh, hai đạo thân ảnh kia. Hướng về bọn hắn cấp tốc chạy vội tới. Đợi đến bọn hắn đến gần thời điểm, bọn hắn thấy rõ ràng. Cái này hai đạo vô cùng chật vật thân ảnh. Chính là Trúc Mân cùng viêm lại hai người, lúc này dáng vẻ của hai người sau một cái thê thảm hình dung phong ca lan bọn người nhìn thấy một màn này lập tức cực kỳ hoảng sợ chúc công tử viêm lại điện hạ các ngươi đây là thế nào phong ca lan nghênh đón tiếp lấy nhìn xem hai người vô cùng khiếp sợ hỏi đừng hỏi nhiều như vậy đi nhanh lên chúc mân khoát tay áo sắc mặt âm trầm nói lần này hắn thật đúng là ngã đến nhà bà ngoại nhà đi phong phi trần nghe nói như thế lập tức nghi ngờ hỏi đi nơi nào rời đi trước cái này thanh dương tông di chỉ, trở về phong nguyên hoàng thành lại nói, chốt. Mân sắc mặt âm trầm nói, cái này, chúng ta cứ như vậy rời đi, không tiếp tục dò xét sao. Phong phi trần có chút trần chờ hỏi, hơn nữa, bên trong thung lũng kia bảo vật. Chúng ta cứ thế từ bỏ, bên trong thung lũng kia, bảo vật đông đảo. Nếu là đem bên trong thung lũng kia bảo vật cầm xuống, bọn hắn sẽ kiếm được đầy bát đầy bàn. Mặc dù đầu to đều sẽ bị Trúc Mân cùng viêm lại cầm lấy đi. Nhưng mà bọn hắn cũng có thể uống một ngụm canh, cho nên, để cho bọn hắn cứ vậy rời đi. Phong Phi Trần trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Nói lời vô dụng làm gì, bản công tử nói rời đi liền rời đi, như thế nào, Phong Phi Trần. Ngươi còn muốn thay bản công tử làm chủ không thành, Trúc? Mân ánh mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào Phong Phi Trần. Trong mắt lóe lên một vòng bạo ngược thần sắc nếu không phải là xem ở mặt mũi phong ca lan phong phi trần dám chất vấn quyết định của hắn hắn đã sớm một cái tát đem hắn cho đập chết nơi nào còn có thể giữ lại hắn ở đây nói nhiều dài dòng phong phi trần nghe vậy trong lòng lập tức không khỏi phát lạnh hắn nghĩ tới đỡ bách cùng viêm hai hạ tràng lúc này mới nhớ tới người trước mắt này đến tột cùng là một cái cỡ nào bạo ngược tàn nhận ác ma không dám là thuộc hạ mạo muội còn xin công tử thứ tội phong Phi Trần vội vàng hướng Trúc Mân thỉnh tội đạo. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bằng không. Người về sau thì không cần tại trước mặt của ta xuất hiện, Trúc Mân lạnh giọng nói là. Công tử, Phong Phi Trần vội vàng cung kính đáp nghe được Trúc Mân lời này. Trong lòng của hắn quả thực là hàn khí ứa ra. Trúc Mân nói về sau chính mình không cần thiết ở trước mặt của hắn xuất hiện ngụ ý. Cũng không phải nói để cho chính mình rời đi bên cạnh hắn mà là để cho mình tại trước mặt hắn vĩnh viễn tiêu thất lấy chúc mân làm việc chi tàn nhẫn hắn lời này nhưng cũng không phải chỉ là nói suông phong phi trần trong lòng phát lạnh đồng thời cũng không khỏi cảm giác một trận khuất nhục cùng phẫn nộ hắn dù sao cũng là phong nguyên hoàng tộc hoàng tử hơn nữa còn đã từng là phong nguyên vương triều đệ nhất thiên tài mặc dù bây giờ hắn đã điệu thấp hơn nhiều nhưng mà hắn cái kia tâm cao khí ngạo tính cách cũng không có thay đổi bao nhiêu. Để cho hắn đuổi theo Trúc Mân có thể, Trúc Mân dù sao cũng là huyền vụ phủ đại nhân vật. Hơn nữa còn hứa hẹn vì hắn tranh thủ huyền vụ phủ đệ tử chính thức thân phận. Hắn cho Trúc Mân hiệu lực cũng không cảm thấy như thế nào mất mặt. Nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa, hắn nguyện ý cho Trúc Mân làm nô là bọc. Bị Trúc Mân tùy ý quát tháo nhục mạ, bất quá, cho dù trong lòng của hắn lại biệt khuất phẫn nộ, cũng không có ý nghĩa, thậm chí cũng không dám ở ngoài mặt biểu lộ ra dù cho một chút. Bởi vì Trúc Mân thực lực đích thực quá đáng sợ, bóp chết hắn, cùng bóp chết một con run dế. Không hề khác gì nhau, Phong Ca Lan nhìn thấy một màn này. Trong lòng cũng không khỏi hơi hơi phát lạnh. Cùng Trúc Mân loại người này hợp tác đơn giản giống như bảo hổ lột da, hơi chút vô ý. Sẽ vạn kiếp bất phục, Phong Ca Lan lúc này cũng đã có chút hoài nghi chính mình cùng chúc mân hợp tác đến cùng có phải hay không một cái lựa chọn sáng suốt tính toán mặc kệ bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng chúc mân mặc dù tàn khốc bạo ngược nhưng là bây giờ dù sao muốn cầu cạnh mình hợp tác với hắn mặc dù phong hiểm rất lớn nhưng mà thu hoạch cũng không nhỏ trong khoảng thời gian này cùng hắn tại trong thanh dương tông di chỉ tìm tòi lịch luyện chỉ là bát giai pháp bảo thượng phẩm chính mình liền thu hoạch mấy kiện thì càng không cần phải nói bát giai trung phẩm pháp bảo cùng bát giai hạ phẩm pháp bảo. Nếu là chỉ dựa vào mình nhưng không cách nào ứng phó trong cái này Thanh Dương Tông di chỉ này. Những cái kia nguy hiểm hiểm cảnh, cũng tuyệt đối không cách nào thu được bát giai pháp bảo thượng phẩm loại này trước đó chính. Mình nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn nghĩ được đến thu hoạch nơi nào có không mạo hiểm, kế tiếp chúc mân viêm lại cùng gió ca ngăn cản bọn người vội vã rời đi thanh dương tông di chỉ trở về tới phong nguyên trong hoàng thành bây giờ hắn cùng viêm lại thụ thương cực kỳ trầm trọng hắn cũng không muốn lấy loại trạng thái này lần nữa đối mặt sở kiếm thu cùng đầu kiêng ngu xuẩn hồ ai biết sở kiếm thu đến tột cùng còn cất Giấu đòn sát thủ gì nếu như tại trạng thái toàn thịnh lấy hắn nội tình đương nhiên sẽ không e ngại sở kiếm thu, nhưng là bây giờ hắn cùng viêm lại. Đều bởi vì bản thân bị trọng thương mà thực lực giảm lớn, một cái làm không tốt. Liền có khả năng triệt để thua bởi trong tay sở kiếm thu. Liên tiếp hai lần thua bởi trong tay sở kiếm thu. Hắn đối với sở kiếm thu không còn dám chút nào sơ suất. Chương 3080 phá giải sát trận. Lần này thua bởi trong tay sở kiếm thu để cho chúc mân trong lòng thầm hận không thôi nếu như mình không đem sở kiếm thu đẩy vào cái kia trong sát trận liền không có chuyện về sau lấy hắn cùng viêm lại thực lực lại thêm trong tay có bát giai pháp bảo cực phẩm loại uy lực này cực lớn lợi khí chiếm làm của riêng ưu thế là 10 phần cực lớn ở chính diện trong chém giết sở kiếm thu cùng đầu kiêng ngu xuẩn hồ bị thua là chuyện sớm hay muộn lần này hắn cùng viêm lại là có rất lớn tỷ lệ có thể đánh giết sở kiếm thu cùng đầu kia ngu xuẩn hồ chỉ tiếc nắm chắc thắng lợi trong tay phía dưới hắn đối với sở kiếm thu quá mức khinh thị cho rằng chỉ cần đem sở kiếm thu đẩy vào cái kia trong sát trận không những có thể mượn nhờ sát trận đánh giết sở kiếm thu hơn nữa còn có thể lợi dụng sở kiếm thu tới phá hư cái kia sát trận muốn đi loại này nhất cử lưỡng tiện sự tình chỉ trách chính mình quá tham lam, đối phó sở kiếm thu loại này vô cùng rào hoạt tiểu xúc sinh. Lại không thể có một tơ một hào mưu lợi chi tâm, mà là phải toàn lực ứng phó. Ngăn chặn hết thầy bất ngờ phát sinh, một lần này thiệt hại, thực sự quá lớn. Chẳng những hắn cùng viêm lại, kém chút bị đánh chết. Hơn nữa tổn thất hắn một kiện vô cùng chân quý bảo mệnh bí bảo, loại này cấp bậc phòng ngự bí. Bảo, trên người hắn hết thầy cũng chỉ có ba kiện một kiện tại trước đây bị sở kiếm thu cùng thần tiễn quân lúc phục kích dùng hết một kiện tại vừa rồi dùng hết bây giờ trên người hắn chỉ còn lại có một món cuối cùng đương nhiên phòng ngự bí bảo còn thừa lại một món cuối cùng trong tay hắn còn có hai cái uy lực cực lớn công kích bí bảo cái kia hai cái uy lực cực lớn công kích bí bảo một khi bộc phát mà nói đủ để diệt sát đại thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả đang thoát đi sơn cốc một khắc cuối cùng Trúc Mân thật sự nghĩ tế ra một kiện công phạt bí bảo. Cùng sở kiếm thu liều mạng nhưng cân nhắc đến loại này cấp bậc công phạt bí bảo. Một khi công kích cái kia sát trận có khả năng khiến cho toàn bộ sát trận đều bị dẫn bạo. Loại này cấp bậc sát trận một khi bị nổ tung mà nói. Sở kiếm thu tất nhiên có rất lớn xác suất bị diệt sát nhưng cùng lúc đó. Hắn cũng đồng dạng sẽ ở cái kia sát trận dưới vụ nổ cùng sở kiếm thu đồng quy vu tận chúc mân muốn giết sở kiếm thu không giả thế nhưng là còn không đến mức nghĩ kéo lấy sở kiếm thu cùng chết mà hắn tại rời xa sơn cốc sau đó nếu như lại thi triển món kia công phạt bí bảo mà nói nhưng lại chưa hẳn phá ra được sơn cốc bốn phía sơn phong thành dương tông di chỉ khu vực nồng cốt sơn thủy không thể so với phía ngoài thiên vũ đại lục tại cái này trầm trọng vô cùng thiên địa uy áp cùng củng cố vô cùng không gian rèn luyện vô số năm phía dưới nơi này sơn thủy kiên cố đến tình cảnh làm cho người giận sôi vừa rồi cái kia sát trận liên tiếp bộc phát tình huống phía dưới cũng không có đối với sơn cốc kia bốn phía sơn phong tạo thành bao lớn phá hư trong tay hắn công phạt bí bảo uy lực mặc dù không tầm thường nhưng có thể hay không phá hủy được những thứ này sơn phong thật đúng là hai chuyện nói riêng nếu như hắn dùng hết một kiện công phạt bí bảo, lại giết không chết Sở Kiếm Thu. Vậy coi như thực sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cho nên, Trúc Mân mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng mà tại cân nhắc lại kiểm tra phía dưới, hắn vẫn là quyết định trước rút lui. Trước tiên đem thương thế trên người dưỡng hảo lại nói, chỉ là vừa nghĩ tới cái kia nhất sơn cốc bảo vật, cũng có thể sẽ rơi vào Sở Kiếm Thu trong tay chúc Mân trong lòng liền lại như bị trong lòng cắt thịt đau đớn giống vậy, tiểu. Xúc sinh, người cho lão tử chờ lấy. chúc Mân càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hắn nhịn không được cắn răng nghiến lợi oán hận nói, trong. Sơn cốc, sở kiếm thu nhe răng trợn mắt mà từ dưới đất bò dậy, toàn thân trên dưới. Cũng đầy là máu tươi. Mặc dù hắn thân ở cái sát trận này sinh môn bên trong, gặp phải đến công kích là yếu nhất nhưng vừa rồi cái này sát trận bộc phát ra uy lực thật là mạnh mẽ quá đáng cho dù hắn có hắc lân ma lá chắn bảo hộ vẫn như cũ thụ thương không nhẹ lấy hắc lân ma lá chắn kiên cố mặc dù không có bị vừa rồi sát trận bộc phát uy lực phá hủy nhưng là bây giờ cái này hắc lân ma lá chắn dù sao chỉ còn lại một khối cục sát mặc dù có thể đưa đến một bộ phận tác dụng bảo vệ lại không cách nào làm đến hoàn toàn ngăn cách công kích những công kích kia xuyên thấu qua hắc lân ma lá chắn phòng ngự. Vẫn có một bộ phận uy thế còn dư, rơi xuống sở kiếm thu trên thân. Cũng may sở kiếm thu mặc trên người bát giai thượng phẩm cấp bậc ma vầy thiết giáp. Hơn nữa chân vũ thần thể còn đột phá đến đệ lục trọng đại thành. Nhục thân lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Tại cái này trọng trọng bảo vệ dưới, sở kiếm thu thụ thương mặc dù không nhẹ. Nhưng lại còn không đến mức muốn tính mạng của hắn sở kiếm thu vận chuyển động u chi nhãn, hướng về bên ngoài sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy trúc mân. Viêm lại, mang theo phong ca ngăn cản, đỉnh núi treo cùng gió bụi bay bọn người chạy chối chết. Xa xa hướng về thanh dương tông di chỉ bên ngoài bỏ chạy. Nhìn thấy trúc mân, viêm lại bọn người chạy trốn. Sở kiếm thu không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói thật đối mặt trúc mân. Viêm lại như thế tuyệt đỉnh cao thủ, sở kiếm thu áp lực vẫn là thật lớn nếu không phải là mượn nhờ cái sát trận này uy lực, hắn cùng thôn thiên hồ. Chỉ có con đường trốn, hai người này chạy trốn sau đó. Sở kiếm thu một thân nhẹ nhõm, hắn thu hồi ánh mắt, mắt nhìn quanh người những khôi lỗi kia. Bên người hắn mười bộ khôi lỗi, trừ bỏ bị hắn ném tới cái kia chính giữa sát trận năm cỗ khôi. Lỗi, toàn bộ hóa thành bột mịn bên ngoài, còn lại năm cỗ khôi lỗi. Tại cái này sát trận bộc phát phía dưới, cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ nhìn cái này còn lại cái này năm cỗ khôi lỗi bộ dáng thê thảm hiển nhiên là không cách nào lại dùng sở kiếm thu lại đem ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc này sát trận sơn cốc này sát trận bị hắn liên tiếp dẫn nổ năm làn sóng sát cơ toàn bộ sát trận lập tức cũng biến thành thất linh bát lạc vốn là đã tàn phá sát trận lúc này trở nên càng thêm tàn phá bên trong cả cái sơn cốc dùng để bố trí sát trận bảo vật ngoại trừ bát giai thượng phẩm trở lên pháp bảo, còn lại bảo vật. Tại vừa rồi cái kia năm làn sóng sát cơ bộc phát phía dưới. Toàn bộ cũng đã bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, rất ít còn có thể giữ lại hoàn chỉnh. Vốn là nếu như cái sát trận này đầy đủ, bộc phát lực công kích. Thì sẽ không phá hư sát trận bản thân bố trí trận cơ, nhưng mà cái sát trận này vốn là đã bị. Tương đối phá hư nghiêm trọng, khi thế vận chuyển, đã không trở thành một cái chỉnh thể khi toàn bộ sát trận đang vận chuyển uy lực khủng bố không chiếm được bình thường tiên đạo liền sẽ khiến cho một chút tương đối kém tài liệu không chịu nổi áp lực kinh khủng mà vận chuyển quá trình bên trong sụp đổ nếu là toàn bộ sát trận vẫn là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể khí cơ vận chuyển lưu loát lại tinh vi tình huống phía dưới liền không đến mức phát sinh loại tình huống này đương nhiên nếu như cái sát trận này còn đầy đủ sở kiếm thu muốn phá giải mà nói cũng sẽ khó khăn vô số lần. Sở Kiếm Thu nhìn cái sát trận này một hồi. Tiếp đó lại đem còn lại cái kia năm cỗ đã bị phá hư vô cùng thê thảm khôi lỗi. Phân biệt ném tới sát trận không cùng vị trí, khiến cho toàn bộ sát trận lần nữa bộc phát. Lần này Sở Kiếm Thu ném vị trí, lại cũng không truy cầu cái sát trận này bộc phát uy lực. Mà mục đích chỉ là tại phá hư cái sát trận này vận chuyển, hắn đem cái này năm cỗ khôi lỗi chỗ ném tới vị trí, vừa vặn chính là kẹt toàn bộ sát trận vận chuyển chỗ mấu chốt nhất. Cái này năm cái mấu chốt vị trí bị kẹt lại, sát trận bộc phát uy lực. Không cách nào hướng về bên ngoài khuếch tán ra, toàn bộ bị giấu ở trong sát trận. Ẩm vang một tiếng thật lớn, tại nay cổ lực lượng kinh khủng bộc phát phía dưới. Toàn bộ sát trận cuối cùng bị bản thân mình sức mạnh nhất cử triệt để phá hủy đi.